các bác sĩ của mình không giải quyết được gì cả. Và cơ duyên một ngày thì được biết đến đến cái một giải pháp mới là chữa tự chữa lành bằng các sản phẩm đến tự nhiên, gọi là sản phẩm bổ sung dinh dưỡng hoặc là tinh sinh học, và nó đã giúp cho hạt phục hồi tất cả. Và sau 6 tháng thì tất cả các vấn đề sức khỏe mà gọi là mãn tính thì nó biến mất. Nhưng đặc biệt thì lúc đấy là khả năng làm cái tăng trưởng là nhìn thấy một cái cơ hội rất là lớn, một cơ hội mà giúp cho nhiều người, hàng triệu người trên thế giới có thể lấy lại sức khỏe của mình, không phải nhờ đến các phương pháp của các bác sĩ mà có thể đẩy lùi mọi bệnh tật. Và chỉ cần có lòng tốt, bạn chia sẻ những gì bạn đã biết thì bạn có thể xây dựng cho mình một hệ thống kinh doanh mà nó phát triển để giúp cho mọi người có thể đạt được những giá trị rất là lớn, giá trị tự do tài chính, và xây dựng cho mình những doanh nghiệp, thành chủ doanh nghiệp và có một cuộc sống thật là ý nghĩa và hạnh phúc. Thế thì lúc đấy thì Hà bắt đầu đã đi theo con đường đó. Lúc đấy sau này Hà đã nghỉ cái tăng trưởng và chuyên nghiệp với cái công việc của mình, nhưng mà cái doanh nghiệp cũ của Hà thì sau này thì chuyển đổi cái công năng, tức là cái người sở hữu, cho nên là Hà đã dừng lại cuộc giữa đường. Lúc đó thì thủ lĩnh Nhật Vàng 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 Phan Nguyệt chúng ta thì đã nhìn thấy cái lúc mà đang còn đỉnh cao của sự thành công của tập đoàn cũ, thì thủ lĩnh Nhật đã rời bỏ và chọn Siri, và lấy Siri là chính là cái sự nghiệp kế tiếp. Bởi vì lúc đó thủ lĩnh Nhật nói rằng hãy chọn cái lớn để bỏ cái lớn để lấy cái vĩ đại. Cái vĩ đại ở đây có nghĩa là cái khả năng không chỉ giúp cho mình thành công mà giúp cho hàng ngàn người đi theo mình thành công, đó là điều quan trọng nhất mà cái tập đoàn cũ của Hà không làm được. Và Hà thì lúc đó thì dừng lại cái cuộc chơi này và đang nghi ngờ vào cái những cái sự lựa chọn, bởi vì một cái lựa chọn ngày xưa Hà rất tâm huyết mà đã đổ được công sức vào của mình vào đấy nhưng mà không đạt được, bởi vì thế thì Hà đã lúc đấy có những lúc là đã niềm tin nó suy chuyển các chị. Và đến vừa rồi thì Hà cứ theo dõi cái sự thành công con bậc công ty sự nghiệp của thủ lĩnh và quốc gia Văn Nguyệt, và Hà đã nói rằng là bạn sự tùy duyên. Và đến một lúc thì Hà đã nhìn thấy những cái gì mà thủ lĩnh bằng quốc gia Văn Nguyệt đã lựa chọn, đó là một sự lựa chọn vô cùng thông minh và có tầm nhìn chiến lược. Và nhìn thấy Siri chính là một cái lựa chọn có thể nói tốt nhất bây giờ, có thể giúp cho không chỉ Hà mà tất cả mọi người có thể đạt được. Bởi vì tập đoàn quốc tế Siri đang sở hữu tất cả những cái gì mạnh nhất về sơ đồ kinh doanh, thì sửa lỗi tất cả các công ty, và đối với sản phẩm thì nó lại ở đỉnh cao, nó quá chất lượng nhưng mà giá lại quá quá đắt. Và đây chính là cái điều mà thể giúp cho tất cả mọi người có được cái chất lượng cuộc sống tốt nhất. Và cái sau cái đại dịch Covid vừa rồi thì Hà đã suy nghĩ lại một cách nghiêm túc về cái sự nghiệp của mình, và Hà quyết định quay trở lại thực hiện một buổi giảng dường lựa chọn CV. Đó chính là một cái cơ hội để giúp cho mình thực hiện được ước mơ của mình. Và cái người mà khơi gợi lại trong cái ước mơ đó chính là thủ lĩnh Bạc Cú Trạng Đặc Biệt. Và lần nữa xin được cảm ơn. Và trong buổi sáng ngày hôm nay thì Hà muốn chia sẻ với các anh chị những cái trải nghiệm của mình cũng như những cái hiểu biết của mình về một cái chủ đề mà có thể nói vô cùng quan trọng. Nó quyết định, gần như là nó quyết định cái sự bảo vệ cái tài sản quý nhất của con người chúng ta, đó chính là sức khỏe. Bởi con người chúng ta nó có một cái rất nhiều về cơ quan kết hợp lại thành một cái con người, một cái con hành trình, một bộ máy mà có thể nói là tinh xảo nhất, hiện đại nhất, và nó có thể làm được tất cả mọi thứ, thì đó chính là hệ miễn dịch. Và hệ miễn dịch có thể nói đó chính là một vị bác sĩ trong cơ thể, nó là một cái hệ cơ quan vô cùng quan trọng để hiện để ngăn chặn tất cả những tác nhân gây bệnh, virus, vi khuẩn, tất cả các vấn đề mà xâm nhập gây bệnh và có thể gây đến tử vong chết người cho cơ thể chúng ta. Thì hệ miễn dịch là cái cơ quan đầu tiên nó bảo vệ cái điều đó, và nếu chúng ta biết cách hiểu về nó và chăm sóc nó thì chúng ta sẽ có một cái vị bác sĩ đầu tiên để bảo vệ chúng ta, và đó chính là sức khỏe. Và cái chủ đề hôm nay có thể nói là nếu các chị nghe, nói chung các chị cũng đơn giản thôi, mình cũng biết được về vai trò của nó, thì các chị sẽ thấy được cái tầm quan trọng của nó như thế nào. Và đặc biệt trong cái đại dịch Covid vừa qua thì người nào thực sự có một cái hệ miễn dịch tốt thì đó thể nói đó là một cái vũ khí, một lá chắn để bảo vệ và thoát khỏi được cái đại dịch Covid vừa qua một cách rất đơn giản. Kể cả những người đã mắc phải thì hệ miễn dịch cũng đã nó là hoạt động để bảo vệ chúng ta. Và bây giờ thì Hà xin phép để chia sẻ cái slide, cái màn hình.
Xin hỏi các anh chị có nhìn thấy không ạ? Có À, vâng, cảm ơn anh rõ chị. lắm rồi anh ơi. Vâng. Thế thì đầu tiên thì Hà muốn gửi đến anh chị có một cái khái niệm để hiểu về hệ miễn dịch. Thì hệ miễn dịch đó là gì? Hệ miễn dịch đó chính là một hệ thống bao gồm các mô, các tế bào và một số cơ quan cơ thể. Và nó có một cái nhiệm vụ quan trọng, đó là ngăn chặn sự xâm nhập của các tác nhân gây hại như vi khuẩn, virus, vi sinh trùng, v.v. vào cơ thể, và đồng thời tấn công các tác nhân này nếu như nếu chúng bắt đầu gây xâm nhập vào cơ thể chúng ta. Và nó bao gồm các tế bào bạch cầu, các cơ quan, các mô, các hệ bạch huyết, bao gồm các tuyến ức, lách, abidan, hệ bạch huyết, tủy xương. Tủy xương nó chính là cái nơi mà những cái cơ quan này đó chính là nơi sản xuất, lưu trữ và vận chuyển các tế bào bạch cầu. Đấy, các anh chị có thể hiểu nó là như vậy. Thế thì qua đây chúng ta thấy được hệ miễn dịch nó bao gồm là một hệ thống vô cùng phức tạp mà nó trải rộng hết tất cả khắp cơ quan chúng ta. Bây giờ chúng ta mới thấy được một số các cơ quan mà trước đây chúng ta đã nghe nhưng mà chúng ta không biết nó nằm trong cái chính, nó nằm trong hệ thống của miễn dịch. Đấy. Riêng các tế bào thì có các tế bào bạch cầu, và khi nó được sinh ra từ 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 cái tủy xương các anh chị, tủy xương các anh chị. Đấy. Thế thì cái tuyến ức, lách, lá lách của chúng ta, cái lá lách nhỏ nhỏ các anh chị mà khi mà tiết ra ra các thấy một cái giải lách nhỏ nhỏ đấy các chị, đó cũng là một cái cơ quan để nó sinh ra. Rồi abidan, em bây giờ chúng ta mới thấy biết vai trò quan trọng của abidan nó như thế nào. Đó là một cái nằm ngay ở chỗ cái phần đi vào của phế của chúng ta các anh chị, nó ngăn chặn. Thế mà ngày xưa thì bắt đầu các thấy các em bé thường thường hay bị viêm abidan thì các chị biết là nó như thế nào, thì đây chính là một nơi để nó gì ạ, nó sinh ra các là bộ phận của cái hệ hệ miễn dịch chúng ta, và nó ngăn chặn những tác nhân gây hại như virus hoặc là vi khuẩn tác ở bên ngoài vào. Thì các anh chị thấy cái hiện tượng mà viêm sưng abidan đấy, đó là hiện tượng mà khi mà các vi khuẩn nó xâm nhập vào vài cái hệ abidan này này, thì nó đang nó sinh ra để nó chặn chặn để tiêu diệt đó, và cái hiện viêm nó cũng là một phần của nó. Nhưng mà các anh chị biết sau này các bé hầu như là bị cắt abidan, bị cắt mất abidan, và người ta không hiểu rằng đó là một cái bộ phận cực kỳ quan trọng, mà là cái nơi cửa ngõ để ngăn chặn cái tác nhân gây hại nó đi vào cơ thể chúng ta mà bị cắt mất bộ phận đó. Thế thì nó xảy ra như vậy thì sau này sẽ không có một cơ quan nào nó ngăn chặn nữa, mà có thể nó trực tiếp đi thẳng vào trong, vào phần bên trong phế và về xuống dưới cái thực quản của chúng ta các anh chị. Cho nên là các bác sĩ nhiều người cũng không hiểu được cái vai trò của nó, và người ta chỉ có một lời khuyên là cắt, nhưng đó là một sự sai lầm các anh chị, là một sự sai lầm. Nó đã tạo điều kiện cho các tác nhân gây hại nó đi thẳng vào, trực tiếp vào cơ thể chúng ta, nó cực kỳ nguy hiểm. Đấy. Cái việc sưng viêm đó là cái hiện tượng tự nhiên thôi, cơ thể chúng ta khi bị xâm nhập thì hệ bạch huyết, hệ hệ miễn dịch của chúng ta nó cử nó nhận, điều khiển các tế bào bạch cầu ra đó để chiến đấu, để diệt các tác nhân gây hại đó, thì nó sinh ra viêm, và cái sự viêm đó nó sẽ sau đó nó sẽ được tự lành, nhưng mà chúng ta đã bỏ mất đi. Và sau này các em bé bị cắt đó thì sau này cái hệ miễn dịch của chúng ta đó là bị mất ảnh hưởng một phần rất lớn các anh chị. Còn tủy xương nữa các anh chị, tủy xương cũng là nơi cực kỳ quan trọng, là nơi lưu giữ sản xuất và vận chuyển các tế bào bạch cầu. Tế bào bạch cầu đó chính là cái đội quân tinh nhuệ, hay gọi là lính chiến các anh chị. Khi mà xuất hiện các virus vi khuẩn thì các tế bào bạch cầu đó nó xông đi và được điều chuyển cái nơi mà có những cái tác nhân nó xâm nhập vào, thì nó sẽ được điều chuyển đến và nó sẽ tiêu diệt. Đó là một hệ thống cực kỳ phức tạp nhưng mà nó lại hoạt động vô cùng và là thông minh các anh chị. Đấy. Khi mà các tác nhân nó xâm nhập vào thì hệ miễn dịch nó bảo vệ con người, và nếu như các anh chị biết, nếu mà hệ miễn dịch của chúng ta bị suy yếu, cái lượng quân của chúng ta là hệ bạch cầu, các tế bào bạch cầu của chúng ta mà nó không đủ, hoặc là không đủ mạnh, hoặc nó không nhận diện ra, thì nó chỉ các tác nhân đó nó sẽ xâm nhập vào bên trong và nó sinh ra bệnh, và bệnh nó xuất phát từ đây, và thậm chí những cái trường hợp mà
tác nhân gây bệnh mà nó mạnh hơn chúng ta thì nó gây đến tử vong. Ví dụ như đợt virus vừa rồi đó anh chị, đấy. COVID đấy là những cái hiện tượng mà các virus nó xâm nhập vào mà nó quá mạnh, mà trong đó thì nó một loại siêu vi mới, mà trong đó cái hệ miễn dịch chúng ta thì nó chưa bao giờ làm việc, chưa biết nó cái con là virus này nó chưa nhận diện ra, thì lúc đó nó chưa sản sinh được đầy đủ các loại bạch cầu ra để chiến đấu, cho nên là cái lượng virus thì nó sinh sôi phát triển quá nhanh. Trong đó cái gì đội quân mà của hệ chúng ta mà nó được sinh ra thì nó chưa nhận diện được, và hoặc là nó nhận diện hoặc là nó sản sinh không đủ, thì lúc đó gì ạ, giặc ngoại xâm nó lấn át và bắt đầu nó gây nhiễm, gây viêm, gây nhiễm, và nó làm phanh nhanh trong cơ thể chúng ta và dẫn đến tử vong các anh chị. Đây là cái điều rất quan trọng. Và hệ miễn dịch các chị biết này, nó phân bố ở khắp nơi, và các chị biết này, nó bao gồm này, đầu tiên nó là da các anh em chị, đầu tiên là da và các niêm mạc và cái dịch nhảy, ba cái thứ này. Thế thì da là cơ bộ phận đầu tiên để ngăn chặn đấy, thì cái lớp da này ở bên dưới lớp da đó nó có những cái bộ phận để nó ngăn chặn đấy, và nếu khi mà xâm nhập qua da được rồi mà cái da của chúng ta không bảo vệ được, có lớp á sừng và một cái phần bên ngoài nó bảo vệ, mà nếu không bảo vệ được thì bắt đầu nó xâm nhập trực tiếp vào trong máu đấy. Tiếp thứ hai là phần niêm mạc, và cái dịch nhảy thì cái này nằm ở đâu các chị, nó nằm ở các phiền xoang, các cửa xoang các chị. Khi mà chúng ta hít vào thì đầu tiên là cái bộ phận dịch nhảy ở cái niêm mạc ấy, thì bên ngoài niêm mạc không có lớp nhảy. Các chị thấy cái hiện tượng mà có cái dịch ở bên trong, khi mà chúng ta có một chuyện gì chúng ta hắt xì ra đấy, hắt xì thì hơi, đó là một phản ứng tự nhiên của hệ miễn dịch, khi mà có một vi khuẩn vi khuẩn hay có gì đó nó tác động vào thì đó là cái dịch nhầy nó sẽ nó bám vào những việc đó, và đồng thời phản ứng cơ thể chúng ta là hắt xì để tẩy nó ra cơ thể. Đó là một hiện tượng phản ứng tự nhiên của hệ miễn dịch đấy. Nên chúng ta không hiểu tại sao là chúng ta bị hắt xì hơi, hắt xì đó là một hiện tượng là tự nhiên phản ứng của hệ miễn dịch. Đấy, khi có một cái tác nhân, một virus, vi khuẩn hay cái gì đó tác nhân vào thì lập tức cái dịch nhầy nó sẽ bao bọc lấy cái những cái đó, virus, vi khuẩn đó, và đồng cơ thể của chúng ta nó phản ứng và nó hắt xì để nó đẩy ra ngoài, nó dùng cái hơi đó để nó đẩy ra ngoài. Hay hiện tượng ho các chị, khi mà có một gì đó nó vào trong cổ họng chúng ta, đầu tiên cái phế chúng ta, thì cái dịch nhầy đó nó sẽ bao bọc lấy, và đồng tiên cái phản ứng ho đó là phản ứng của hệ miễn dịch để nó mục đích là nó đẩy ra ngoài, cái dịch nhầy nó bám nó vào rồi bám với cái virus gần đó, và rồi ho là để đẩy ra ngoài, nó không cho xâm nhập vào trong đấy các anh chị. Thế là hệ miễn dịch chúng ta nó làm việc rất là hay các anh chị. Còn các tế bào bạch cầu và cơ quan thì bạch huyết thì cái được cái đội quân này thì nó được đưa vào trong máu, sản xuất ra, nó đưa vào trong đó và nó tìm kể cả các tế bào lạ, đó chính là ung thư, thì cũng do gì ạ, hệ bạch huyết, hệ bạch cầu của chúng ta nó sẽ tìm đấy, đó là những tế bào lympho, lymphocyte B và T, thì nó sẽ tìm kiếm tất cả những tế bào lạ, đó chính là một cái dạng ung thư hay là phát triển đó, nó sẽ tìm diệt, cơ chế chống đỡ thì hàng sẽ nó sẽ sao. Thế thì cơ thể chúng ta nó chia ra các loại hệ miễn dịch, bao gồm hệ miễn bẩm sinh, hệ miễn dịch chủ động và hệ miễn dịch thụ động. Hệ miễn dịch bẩm sinh có sẵn như hàng lúc nãy vừa nói các chị, đó chính bao gồm da, niêm mạc và màng nhầy, thì nó có nhiệm vụ, đây là tuyến đầu tiên ngăn chặn tất cả các tác nhân gây hại, gây bệnh cho chúng ta, bao gồm virus, vi khuẩn và các loại độc tố, bụi bặm và tất cả các thứ đưa vào cơ thể chúng ta, thì cái tuyến đầu tiên này nó sẽ xử lý. Và nếu các tuyến này mà bị phá vỡ thì điều tiếp theo là nó sẽ vào trong máu. Nó vào trong máu. Khi vào trong máu để nó xâm nhập vào tế bào thì việc tiếp theo là các hệ thống miễn dịch chủ động đã được hình thành. Thì hệ thống miễn dịch này chủ động này thì nó hình thành khi nào các anh chị? Đó, thứ nhất là từ viêm, khi mà chúng ta tiêm vaccine. Ví dụ chúng ta tiêm phòng ngừa cúm, rồi bạch cho uốn ván hay là tả hay là lị hay là tất cả, thì ngày xưa các em bé sinh ra đã được tiêm cái dịch này. Tức là chúng ta đã đưa vaccine, nó một là hiện tượng là chúng ta đưa vào những cái loại virus, vi khuẩn đã bị bất hoạt, đưa vào cơ thể để mục đích cho hệ miễn dịch chúng ta nó nhận diện những cái vi khuẩn đó, thì nó không còn gây cái bệnh được nữa. Nhưng mà khi đưa vào thì nó nhận diện ra được, nó nhận diện ra đây chính là cái con bạch cầu gây ra cảm cúm, hay là cái con mà gây ra bị viêm não Nhật Bản hay là tả chứ. Thì hệ miễn dịch chúng ta nhận diện được, và sau này khi mà có những cái con virus đó, vi khuẩn đó,
thực sự nó xâm vào vào thì nó nhân diện ra đúng cái con đó và nó sẽ tiêu diệt một cách rất là nhanh chóng. Đấy. Thì đó là chủ động. Hoặc là do chúng ta bị nhiễm trùng một cái loại virus nào đó nó xâm nhập vào, thì khi mà cái hiện tượng viêm tấy đó, viêm sưng tấy lên, đó chính là bạch cầu ra để nó tiêu diệt những cái virus đó, vi khuẩn đó. Thế thì khi qua quá trình khi mà tiêu diệt đó thì hệ miễn dịch chúng ta nó nhận diện được, nó chụp hình, nó nhận diện được cái con cái tác nhân đó, và lần sau nếu giả sử cái con đó xâm nhập vào cơ thể chúng ta thì lập tức sẽ được hệ miễn dịch chúng ta nó nhận diện ra và nó tiêu diệt, để nó phân biệt đâu là kẻ thù, đâu là không phải kẻ thù, và nó sẽ nhận diện ra. Nó rất hay, nó cứ một lần khi có xâm nhập nào đó thì nó sẽ nó chụp, nó sao chép lại và nó nhận diện ra ngay và nó ghi nhớ. Và chỉ cần bất kỳ khi nào mà nó xuất hiện xâm nhập vào bất kỳ con đường nào đó thì hệ chúng ta nó nhận diện ra ngay và lập tức là nó sẽ biết ra mày chính là cái con mà đã lần trước mày xâm nhập vào cơ thể tao, bây giờ tao sẽ nhận diện ra rồi, là chụp lấy và diệt nó. Đấy. Đấy. Còn tiếp theo đó là hệ miễn dịch thụ động. Để hệ miễn dịch thụ động này nó hình thành ra cái trong quá trình là ví dụ mang thai anh chị cho em các em bé, thì nó thông qua con đường từ mẹ sang con, hoặc là thông qua là khi em bé ra đời thì thông qua mà cho bú và gì mẹ sữa mẹ cho con bú. Thì cái này trong cái lần chia sẻ lần trước Hà nói được vai trò rất là vô cùng quan trọng của sữa mẹ trong thời gian nuôi con đầu tiên, thì đây chính là gì, là những cái kháng thể của mẹ thông qua sữa đưa vào cho con. Và bởi vì em bé mới sinh ra thì nó chưa có một hệ miễn dịch phát triển một cách mạnh mẽ và đầy đủ đấy. Đấy, nhưng mà nó chưa có được những cái kháng thể như vậy. Chính mà từ sữa mẹ đấy, trong quá trình mẹ đã có những cái gì đưa ra sang con thông qua được, đây là một cái quan trọng nhất. Cho nên nếu như mà em bé sinh ra đời mà được nuôi dưỡng bằng sữa mẹ một cách tốt nhất 1 năm, 6 tháng, 1 năm, thì đó là những em bé đó có một cái thể trạng và cái hệ miễn dịch rất là tốt. Còn những em bé mà không được nuôi bằng sữa mẹ tốt anh chị, sữa mẹ không đủ hoặc vì lý do nào đó mà chị em không cho con mình bú, thì đó chính là một cái rất là không tốt cho các em bé, bởi vì nó không được đưa cái những kháng thể từ mẹ qua, và những em bé đó thường thường hay bị ốm vặt, hay bị viêm nhiễm, hay bị những viêm phế, hay tất cả vân vân, và nó làm cho cái cơ thể của em bé nó rất là yếu. Cho nên sữa mẹ chính là cái nguồn đầu tiên trong cái hệ miễn dịch chủ động thụ động mà đưa ra. Nhưng mà cái đối với hệ miễn dịch này nó chỉ tồn tại được một thời gian thôi, và sau này nó sẽ mất đi bởi vì nó bị mất cái nguồn đó, hoặc là thông qua ví dụ như truyền máu chẳng hạn. Truyền máu thì có một trong cái máu của một số được truyền thì có những kháng thể người ta đưa vào cho bệnh nhân luôn, thì nó cũng hình thành cả cái hệ miễn dịch chủ động, nhưng mà nó không được kéo dài. Và nó khi mà ví dụ như hết hết bú sữa mẹ rồi thì nó hết cái nguồn thụ động đó. Đấy. Nhưng mà rõ ràng thông qua đó thì nó đã hình thành, và sữa mẹ chính là cái nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ nhỏ. Nên nhớ như vậy, là chị em nên nhớ rằng sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tốt nhất để cho trẻ có một hệ miễn dịch kháng thể ngay từ bé để phòng chống những bệnh bị xâm nhập vào. Và nó ba cái này là nó hình thành lên những hệ thống miễn dịch chúng ta. Thế thì hệ thống miễn dịch nó hoạt động như thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy đâu. Nhìn thấy. Thế thì nhiệm vụ của then chốt nhất của hệ thống miễn dịch đó là bảo vệ cơ thể khỏi tác nhân lạ như vi khuẩn, virus, các chất độc hại, các hóa chất và các tế bào bất thường như tế bào ung thư. Đấy. Anh chỉ biết cho nên cái sau này các anh hiểu cái người bị các bệnh bị viêm nhiễm và đặc biệt là bị ung thư là do hệ miễn dịch của chúng ta bị suy giảm, nó không bảo vệ được nữa, cho nên các tế bào ung thư nó phát triển thành các khối u. Đấy. Và các chị khi biết cái nguyên nhân của nó rồi, đấy thì như vậy sẽ điều trị cái bệnh ung thư này như thế nào và làm thế nào để không bị ung thư. Đó là cái cách chăm sóc sức khỏe chúng ta bằng cách tăng cường hệ miễn dịch, thanh lọc cơ thể, đào thải độc tố. Đấy là những cái tác nhân gây bệnh. Tăng cường hệ miễn dịch thì các virus vi khuẩn này nó không xâm nhập được. Thì đây chúng ta sẽ biết, ở chỗ này chúng ta sẽ biết là vai trò của hệ miễn dịch như vậy thì chúng ta làm thế nào. Thì hệ miễn dịch đó chính là phòng tuyến đầu tiên, bao gồm da, niêm mạc, các chất nhầy và bề mặt như Hà vừa nói. Và nếu các tác nhân này đã vượt qua được thì chắc chắn là nó sẽ đi vào máu. Từ máu thì nó mới thông qua
cái máu nó vận chuyển đến tất cả các cơ quan, các tế bào, thì lúc đó bắt đầu nó xâm nhập sâu vào bên trong nữa. Và các anh chị biết đó là cơ chế của nó đi. Thì khi mà nó xâm nhập bên trong thì các mạch cầu, các protein đặc biệt trong huyết tương nó sẽ phát hiện ra, nó biết ngay là có quân địch xâm nhập vào thì bắt đầu gì, nó làm một cái nhiệm vụ là tấn công chúng. Và lúc đó là các tế bào lympho, lympho B và T thì nó sẽ tấn công trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các kháng thể để tiêu diệt nó. Đấy. Đợt virus COVID vừa qua các anh chị, thì cái virus này nó nhân sinh sôi rất là mạnh, và đặc biệt là nó là một cái bản đầu tiên mà nó chưa bao giờ xuất hiện. Chính vì vậy mà những cái người mà hệ miễn dịch mà yếu thì hầu như là không nhận diện ra, hoặc khi có nhận diện ra thì cái khả năng sản xuất ra các bạch cầu, các tế bào lympho để diệt đó nó không đủ được. Tức là quân địch thì quá lớn mà quân ta quá ít, quá mỏng. Đấy. Và những người mà ăn uống dinh dưỡng không đầy đủ thì không có đủ sản sinh ra được các tế bào bạch cầu để tiêu diệt đó, cho nên bị cái virus này nó hoành hành tấn công và gây ra một cái thảm họa đại dịch như vừa rồi. Và các anh chị biết những người nào hệ miễn dịch tốt thì các chị họ có thể họ vượt qua nó một cách rất là nhẹ nhàng. Thế thì kết quả loại bỏ được cái kháng nguyên lạ, thì khi mà các tế bào bạch cầu các chị nó diệt được, thì đồng thời lúc đó thì nó có một nhiệm vụ là chụp lại và nó ghi nhớ luôn. Nó ghi nhớ luôn cái những loại virus được phần đó, như vừa rồi chúng ta mà đã ai đã bị rồi đó thì cơ thể chúng ta đã có kháng thể. Để bắt đầu nó nhận diện được rồi, nó nhận diện rồi, lần sau những con đó vào thì lập tức là nó sẽ tiêu diệt ngay. Nên các chị yên tâm, vaccine là một cái để cho chúng ta có những cái hệ miễn dịch chủ động, nhưng mà ngược lại khi mà những người đã mắc phải rồi thì đó là chính là cái tốt nhất. Nhưng tại sao các bác sĩ khuyên là những người mắc rồi thì sau 6 tháng hoặc 1 năm sau người ta mới tiêm chích lại để có thể là tăng cường phòng ngừa cái hệ miễn dịch chủ động. Nhưng mà đối với Hàn thì nhiều người họ đã tìm hiểu thật kỹ, người ta không cần chích nữa, mà cơ thể chúng ta đã có được những cái kháng nguyên đó và nó đã nhận diện ra được. Lần sau mà có những cái kẻ những virus bị khuẩn đã xâm nhập vào thì lập tức là nó sẽ tiêu diệt thôi các chị. Đây là một cái hình ảnh về cơ chế này. Các anh chị là thế hệ bạch cầu chúng ta nó tiêu diệt, nó sinh ra là bao bọc lấy những cái con virus này và nó chết các anh chị. Khi bao bọc này đấy thì nó hy sinh. Đấy, các tế bào bạch cầu nó tự hy sinh, nó hy sinh để nó diệt. Cho nên sau này anh biết là mà cái lượng virus vi khuẩn mà nó xâm nhập vào nhiều như cái COVID vừa rồi các chị, nó vào một cái sự hàng tỷ con như vậy, thì các khi mà cái bạch cầu chúng ta nó tiêu diệt xong thì các chị biết là nó chết bao gồm cái xác của virus và xác của bạch cầu luôn. Cho nên lúc đó trong cái cơ thể chúng ta đầy rác, đó chính là những xác chết. Và nếu như một cái gan rồi cái thận của chúng ta mà nó hoạt động không tốt, không lọc được ra ngoài, thì trong cơ thể chúng ta nó bị ô nhiễm các anh chị, nó bị ô nhiễm. Đấy, tế bào bạch cầu nó diệt là nó tự sinh các anh chị, chứ không phải nó đánh nó thắng mà nó còn sống đâu. Nó bật cơ chế của nó là nó bao bọc lấy cái con đó, nó bao bọc virus đó, nó bao bọc lấy chất độc, các hóa chất lạ gây hại để bao bọc lại, và nó tự hy sinh luôn. Đó là cơ chế cảm tử cho tử quốc cái sinh ra, là cách làm việc của các tế bào bạch cầu là các anh chị. Thế thì tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu một số nguyên nhân làm suy yếu hệ miễn dịch. Thế thì nó có rất nhiều nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân đầu tiên các anh chị đó là tuổi tác. Khi còn trẻ thì hệ miễn dịch của chúng ta rất là tốt, với khả năng nhận diện hoạt động cũng như là nhận biết cũng như là sản sinh. Khi mà chúng ta ở trong thời trẻ thì có khả năng là sản sinh ra được cái tế bào bạch cầu và cơ quan để đó thì nó phòng chống, nó giúp cơ thể chúng ta bảo vệ. Nhưng mà cái hệ miễn dịch của chúng ta thì theo tuổi tác nó càng ngày nó càng giảm đi, càng yếu đi. Và cái điều này các chị nhìn thấy là khi mà trẻ thì cái khả năng phòng được rất là tốt và ít bị bệnh, và càng về sau về già thì hay bị bệnh nhiều, đúng không các chị? Và đặc biệt các bệnh mãn tính và những cái bệnh mà nguy hiểm như bệnh ung thư sau này nó phát triển nhiều hơn ở khi tuổi tác càng lên cao lên. Và những người càng lớn tuổi thì các chị thấy là khi mà chúng ta bị mắc bệnh rồi thì khả năng phục hồi nó chậm hơn. Đó chính là một cái để các chị thấy, tức là vấn đề tuổi tác là một vấn đề. Cho nên càng lớn tuổi thì chúng ta phải càng nhiều tăng cường sức khỏe để chúng ta tăng cường hệ miễn dịch lên để phòng chống bệnh. Vấn đề thứ hai, nguyên nhân thứ hai cực kỳ nghiêm trọng, đó là có thể gây cho hệ miễn dịch chúng ta bị suy yếu, đó chính là lạm dụng thuốc, đặc biệt là thuốc kháng sinh, thuốc chống thải ghép,
trong trường hợp những người ghép thận hoặc ghép gan. Corticoid đó là những thuốc kháng sinh chất độc hại cơ thể, thuốc hóa trị ung thư. Đây các anh chị thấy, rồi các anh chị thấy biết tại sao khi mà hóa xạ trị ung thư thì cái hệ miễn dịch chúng ta lại càng đi xuống, trong khi để chống lại ung thư thì lại rất cần quan trọng nhất là cái hệ miễn dịch, thì cái thuốc hóa trị ung thư này nó lại tác động vào cái hệ miễn dịch chúng ta, bởi vì những cái đó, những cái thuốc cái này nó sẽ tác không chỉ ức chế làm cho hệ miễn dịch chúng ta hoạt động bị kém đi, mà còn tác động trực tiếp vào tủy tủy xương các anh chị, là nơi sản xuất các tế bào miễn dịch, nó bị ảnh hưởng luôn. Đấy. Cho nên mà khi mà dùng thuốc, đặc biệt các bệnh bình thường không dùng thuốc kháng sinh các chị, mà nhiều người cứ lạm dụng nó, các nhiên ví dụ ta bị một cái gì đó rồi thấy viêm họng, tự động ra nhà thuốc mua mấy viên kháng sinh Ambi hoặc là thuốc về tự uống, nhưng mà các anh chị không không hiểu được cái vấn đề đó là lại làm tác động ảnh hưởng rất là nguy hại đến hệ miễn dịch của chúng ta. Đấy. Những thuốc kháng sinh bắt buộc phải theo toa của bác sĩ và không bao giờ cho quá 7 ngày đâu các anh chị, không bao giờ dùng quá 7 ngày đâu, nhưng mà kháng sinh thì uống bao nhiêu thì uống. Đấy. Và nếu mà uống càng nhiều loại kháng sinh khác nhau thì càng nguy cơ làm cho cơ thể chúng ta hệ miễn dịch càng suy yếu đi, bởi vì mỗi loại kháng sinh đó, nó ví dụ như hôm nay chúng ta cũng dùng loại kháng sinh này cho vấn đề viêm họng, lần sau lại ra lại lấy loại kháng sinh khác thì vô tình làm cho hệ miễn dịch chúng ta bị ảnh hưởng, và sau này nó không nhận diện ra được tất cả những cái tác nhân gây ra bị viêm đó, và nó làm cho hệ miễn dịch chúng ta bị suy yếu. Đấy. Cho nên là tuyệt đối không bao giờ được dùng kháng sinh, đặc biệt là dùng theo vô tư vạc, không theo toa của chị, khi chúng ta bị chúng ta bị viêm nhiễm nào đó thì chúng ta cần nó thì chúng ta đến bệnh viện khám và đúng theo toa, để dùng theo toa. Và nhớ nếu lần sau mà đi khám có một vấn đề gì đó thì cầm những cái toa đó đi, bởi vì nếu như các chị có những bác sĩ người ta theo dõi cho sức khỏe của mình thì người ta biết bạn đang dùng loại kháng sinh nào thì họ biết. Còn bây giờ hệ thống y tế chúng ta nó không có cái y bản điện tử, tức là nó không theo dõi được cái bảng mà sức khỏe y khoa chúng ta, cho nên không biết là cái lịch sử của chúng ta đã bị bệnh gì và dùng các loại thuốc gì, cho nên các bác sĩ không biết được. Đấy, không biết được, cho nên là khám bác sĩ này thì ông ở bệnh viện ông thích dùng loại này thì ông cho loại này, còn gặp khám bác sĩ khác thì ông cho cái khác, và đây chính là một cái sự lạm dụng và không khoa học trong dùng kháng sinh. Đối với các nước trên thế giới thì người ta có cái theo dõi về cái sổ y bạ của họ, và người ta chỉ lích chuột và người ta biết à ông này hay là hà đã bị trước đây đã từng bị cái loại bệnh gì và đã dùng cái loại thuốc gì rồi, đã dùng cái loại kháng sinh nào rồi, và các bác sĩ người ta căn cứ vào đó để người ta xem xét, người ta kê toa. Còn đối với Việt Nam không có điều này, cho nên các chị biết là Việt Nam khả năng bây giờ mà cái kháng 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 sinh ấy là nó đang lên rất là cao, rất là nhiều, bởi vì do chính là cái không khoa học ở trong cái toa của các bác sĩ và cái sự lạm dụng của bệnh nhân, cứ có vấn đề gì là ra nhà thuốc mua bán tôi cái này bán tôi cái kia về dùng, vô tình tác hại ảnh hưởng đến trực tiếp cái hệ miễn dịch của chúng ta. Đấy, các anh chị đấy là cái vấn đề này, để các anh chị thấy là à, sau này thì chúng ta sẽ thật cẩn trọng chú ý này, và đặc biệt đối với trẻ em thấy sốt nhẹ lên là cho dùng kháng sinh, đó là một cái rất nguy hiểm. Đấy. Đối với trẻ em thì cơ thể hệ miễn dịch của nó thì bắt đầu hình thành, và nó nếu như có những viêm nhiễm nhẹ các anh chị cứ chỉ cần chăm sóc cho nó, cho ăn uống dinh dưỡng để tăng cường miễn dịch lên, để cho cơ thể nó tự sản sinh ra các bạch cầu các thứ để là chống đỡ. Còn nếu chúng ta cho dùng kháng sinh vô tội vạ thì chính sau này nó ảnh hưởng đến đến cái hệ miễn dịch và sức khỏe của các cháu. Đấy. Cho nên không được dùng. Mà đối với trẻ em có dùng bác sĩ thì người ta kê cho những loại kháng sinh nhẹ nhất đấy, chứ không bao giờ dùng kháng sinh cao liều đâu các chị. Đấy. Nguyên nhân tiếp theo, nguyên nhân thứ ba đó là chế độ ăn uống thiếu dưỡng chất, mất cân bằng. Chúng ta đã được học trong cái lĩnh vực chúng ta cho năm mươi rồi thì ăn uống dinh dưỡng là một cái cực kỳ quan trọng để nuôi sống cơ thể chúng ta, và các hệ miễn dịch chúng ta nó để nó khỏe mạnh thì đầu tiên cái vấn đề ăn uống dinh dưỡng là cực kỳ quan trọng, bởi vì nuôi sống cơ thể chúng ta trong đó có vậy tủy xương rồi tất cả các tế bào các mô và nó được nuôi dưỡng cái đó, nhưng mà chúng ta ăn uống mất cân bằng, thừa chất đường chất đạm chất đạm
thừa độc tố và thiếu vitamin khoáng chất, và cơ thể chúng ta nó không đầy đủ các dưỡng chất để nuôi dưỡng, thì làm sao hệ hệ miễn dịch chúng ta nó khỏe được. Rồi ngoài ra thì chúng ta không chỉ ăn uống mà thiếu các bạn, chúng ta lại đưa gì ạ, đưa rượu bia thuốc lá và các thực phẩm, đặc biệt thực phẩm cay nóng và các chất mỡ, chất chất béo quá nhiều vào trong hai cơ quan đầu tiên, hai cơ quan cực kỳ quan trọng đó là gan và thận, là những nơi lọc và thanh lọc rồi tiêu diệt các vi khuẩn virus và các chất hóa chất gây gây hại, nó lên nơi bảo vệ đầu tiên chúng ta, mà gan là những nơi đặc biệt tác động thì nó cũng ảnh hưởng trực tiếp đến hệ miễn dịch. Gan nó có một hệ miễn dịch cực kỳ mạnh để bảo vệ đầu tiên, mà nó bị suy yếu thì không có gì, mà cái bước thứ hai này không có gì để đảm bảo là cái cơ quan bảo đảm để bảo vệ chúng ta được nữa, và đó chính là những cái mà vấn đề mà làm suy giảm cái hệ miễn dịch. Và gan thận không đào thải được độc tố thì các chức năng chuyển hóa nó bị rối loạn thì bắt đầu hệ miễn dịch suy giảm đi, thì bắt đầu là các tác nhân gây bệnh nó bắt đầu hình thành, nó bùng phát lên và hệ miễn dịch chúng ta sẽ bị suy giảm nữa. Đấy. Nguyên nhân thứ tư đó là lười vận động. Thì lười vận động nó cũng là một trong các nguyên nhân làm cho hệ thống miễn dịch của chúng ta bị suy yếu. Bởi vì trong quá trình vận động thì nó giúp cho gì ạ? Các cơ quan chúng ta hoạt động rất là tốt, đặc biệt là hệ hệ tuần hoàn, tim mạch phổi của chúng ta làm việc rất là tốt. Đấy, bởi vì nó để lấy oxy dưỡng chất để nó nuôi cho cung cấp cho các tế bào nó vận động, và lúc đó hệ tuần hoàn chúng ta nó hoạt động rất là tốt. Các chị biết là một cái thận một ngày nó lọc khoảng 18.000 lít máu, cái phổi chúng ta nó hoạt động như thế nào, cái tim chúng ta nó đập suốt ngày đêm, và các chị biết là nó làm như vậy thì khi mà cái mạch máu của chúng ta mà máu được lưu thông mạnh thì các tế bào và hệ miễn dịch nó được điều chuyển khắp đến khắp các cơ thể, các cơ quan, các tế bào trong cơ thể, thì lúc đó gì ạ, nó sẽ nhận được, nó sẽ có những cái tác động thì nó sẽ thanh lọc, nó đẩy ra ngoài ngay đấy, và những rác thải trong quá trình mà vận động đó nó sẽ được đưa ra ngoài, nó xử lý được đưa ra ngoài hết, và nó làm cho gì ạ, cái hệ miễn dịch chúng ta rất tốt. Và nếu như chúng ta không vận động thì cái máu chúng ta lưu thông nó kém, nó chậm, thì nó không thể giúp cho cái hệ miễn dịch chúng ta hoạt động tốt được. Cho nên vận động đó là một cái để tăng cường hệ miễn dịch lên. Các anh chị ấy là trong cái thời gian đại dịch Covid vừa rồi, thì khi mà bị những người bị mắc mắc virus này, các bác sĩ thường thường hướng dẫn cho người ta là gì ạ? Tập thể dục rồi rồi mở nhạc nghe để tinh thần nó phấn khích, rồi thứ hai nữa là gì, tập hít thở để tăng cường oxy vào trong cơ thể chúng ta, và đó chính là những giải pháp để tăng cường hệ miễn dịch đó chị. Thì những người lười vận động là cũng là một trong những nguyên nhân, cho nên thể dục thể thao tối thiểu mỗi ngày 1 giờ đó là một giải pháp để tăng cường, không chỉ cho tốt cơ xương khớp, cơ quan tim phổi, mà nó chính là để tăng cường hệ miễn dịch lên. Những người mà là thường xuyên tập luyện thể thao hoặc lao động thì những người có hệ miễn dịch rất tốt. Và yếu tố thứ năm dẫn đến cái làm suy giảm hệ miễn dịch đó chính là yếu tố tâm lý, căng thẳng thần kinh hay là stress. Đấy. Đấy. Khi mà stress thì nó làm cho các tế bào kháng nguyên virus bị giảm, và nó tăng cái hormone cortisol. Cortisol đó là một loại chất độc ở trong cơ thể chúng ta được sinh ra trong quá trình tức giận hay là bị stress. Và những cái này nó làm cho hệ miễn dịch chúng ta ở suy giảm chức năng. Và đặc biệt các anh chị biết là khi như vậy, khi bị stress lên thì các cơ quan chúng ta gần như là nó mất năng lượng. Và cái lượng hệ miễn dịch chúng ta mà nó không sản sinh được các tế bào bạch cầu nữa thì hệ miễn dịch nó suy giảm đi thôi. Và đó chính là lý giải tại sao những người bị stress căng thẳng thần kinh thì những người hay bị mắc bệnh, hay bị mắc bệnh viêm nhiễm, và nguy cơ của họ là bị ung thư rất là cao. Cái gì vậy, cho gì cái tăng cái hormone cortisol này nó tăng lên cao, quá cao ở trong máu, và trong đó là cái hệ miễn dịch chúng ta bị suy giảm đi, thì những cái đây là nó tác động ngược trở lại, tác động ngược trở lại. Và cortisol này nó là một cái rất là không tốt cơ thể chúng ta, khi mà do tức giận, là do bị stress nó sinh ra. Cho nên các chị biết là khi mà chúng ta có những triệu chứng như vậy thì chúng ta phải thay đổi ngay cái trạng thái, thoát khỏi cái trạng thái stress. Đấy. Và đặc biệt là những người mà phải kìm cái cảm xúc của mình, làm sao đừng nóng giận, tức giận, bởi vì nó làm cho cortisol tăng cao lên. Đấy. Đó là cái để cho các chị biết. Và một nguyên nhân thứ sáu mà Hà nhắc đến chia sẻ các anh chị, đó chính là giấc ngủ. Người mà ngủ không đủ
hoặc là giấc ngủ không ngon không sâu thì nó cũng là một nguyên nhân dẫn đến hệ miễn dịch suy giảm. Khi mà cơ thể chúng ta nó cần một ngày tối thiểu 6 đến 8 tiếng đồng hồ phải ngủ, và khi ngủ đó thì các cơ quan trong cơ thể chúng ta nó thực hiện một thứ nhất là chức năng để phục hồi, bởi vì nó làm việc cả ngày rồi nó phải nghỉ. Và điều thứ hai, trong quá trình nghỉ đó thì bắt đầu một số các cơ quan trong đó có hệ miễn dịch nó sẽ thực hiện cái chức năng của nó. Gan cũng thực hiện chức năng của nó, chức năng thay lọc đào thải phục hồi, thận chức năng để phục hồi, và hệ miễn dịch chúng ta nó sẽ làm việc. Đấy. Thì khi mà chúng ta có giấc ngủ sâu nhưng mà nó giấc ngủ sâu mà nó giấc ngủ tốt đấy, thì nó giúp thì bắt đầu cơ thể chúng ta nó sẽ phục hồi các tổn thương xảy ra trong cơ thể chúng ta, nó cân bằng lại cái tâm lý. Và các chị thấy cứ thường buổi sáng lên thì tinh thần chúng ta, nếu ai ngủ sâu thì tinh thần rất là thoải mái và chúng ta cảm thấy rất là khỏe, bởi vì những tổn thương ban ngày cho thì đã được phục hồi. Đấy. Và lúc đó các chị biết không, cái hệ miễn dịch chúng ta nó sản sinh ra các tế bào lympho T và bạch cầu lympho B ở trong máu, và khi mà ngủ đó thì bắt đầu các tế bào này nó sẽ đi rà soát hết trong cơ thể chúng ta chỗ viêm nhiễm, và để tìm kiếm nó phát hiện ra những cái tác nhân gây bệnh để nó tiêu diệt. Và đặc biệt các chị biết không, đó chính là các tế bào ung thư, thì hệ bạch cầu này nó phát hiện và nó tiêm diệt. Cho nên người người mà giấc ngủ kém thì cái lượng tế bào này nó sản sinh ít đi, nó không đủ, và đây chính là cái nguyên nhân làm cho những người mà có dễ bị mắc ung thư, là các anh chị biết là do cái giấc ngủ chúng ta họ bị stress, bị căng thẳng, giấc ngủ không sâu, đó cũng là một cái yếu tố bị nhiều hơn, và họ cơ thể họ hệ miễn dịch rất là tệ. Cho nên là giấc ngủ một điều rất quan trọng. Rồi sau này các anh chị chúng ta biết là khi mà làm việc với khách hàng và chúng ta hiểu, chúng ta phải quan sát lại bản thân chúng ta thì giấc ngủ chúng ta đã đủ tốt chưa, một ngày chúng ta đã ngủ đủ khoảng 6 đến 8 tiếng chưa, và giấc ngủ chúng ta có sâu không, nó có bị đứt quãng không, có bị mê muội hay không, có bị mơ hay không, các thứ thì chúng ta sẽ kiểm tra, chúng ta xem lại. Và nếu ai mà có giấc ngủ rất sâu, đặt lưng xuống là ngủ đấy, và ngủ một mạch tới sáng, thì những người đó là những người có thể trạng rất là tốt, các cơ quan hoạt động tốt, và trong đó có hệ miễn dịch rất tốt. Và Hà vừa nhắc chia sẻ các anh chị có 6 nguyên nhân có thể làm suy yếu cái hệ miễn dịch chúng ta, và chúng ta sẽ coi lại để trong cái 6 nguyên nhân này chúng ta xem lại chúng ta có một cái nguyên nhân nào đó mà chúng ta dễ bị mắc phải, thì chúng ta sẽ điều chỉnh nó các anh chị. Thế thì làm thế nào để tăng cường hệ miễn dịch, thì chúng ta đã hiểu rồi vai trò của hệ miễn dịch rồi, chức năng của nó rồi, và chúng ta biết được nguyên nhân rồi. Nguyên nhân có 6 nguyên nhân. Đấy, 6 nguyên nhân tác động ảnh hưởng đến hệ miễn dịch thì chúng ta làm thế nào. Thì đầu tiên là lúc đầu trên cái phần đầu Hà đã chia sẻ thì chúng ta có hệ miễn dịch, chúng ta chia ra nhiều cái, hệ miễn dịch chủ động này, hệ miễn dịch thụ động này. Đấy. Thì chúng ta thì tiêm vaccine là một cái đầu tiên, ưu tiên đối với các trẻ khi sinh ra, thì chúng ta có tiêm chủng 6 trong 1. 6 trong 1. Các loại bệnh vi rút mà vi khuẩn mà có thể dễ nhiễm nhất cho trẻ sinh này, như tả rồi lỵ rồi kiết rồi viêm não Nhật Bản hoặc các thứ đó, thì khi sinh ra các bé thì nên tiêm chủng, và những cái đó là những cái dễ phạm mắc phải, và nếu mắc phải thì có nguy cơ đến tử vong rất là cao, thế nên là phải tiêm phòng vaccine. Và đối với virus vừa rồi thì chúng ta hầu như cũng tiêm chủng, đặc biệt là những người mà nhiều tuổi và có bệnh nền thì nên tiêm, bởi vì nếu như những cái đó nguy cơ mắc bệnh và hệ miễn dịch kém mà chúng ta không tiêm, những người mà tuổi cao và không tiêm thì nó sẽ ảnh hưởng, nó nguy rất là nguy hại đến cái khả năng phòng bệnh của chúng ta. Cái thứ hai, cái nguyên nhân hai để tăng cường hệ miễn dịch là chúng ta có một chế độ ăn uống khoa học. Cái từ khoa học phải khó anh chị, cân bằng của khoa học nó rất là khó, là cân bằng được chất đường, chất đạm, chất mỡ, và cân bằng được gì, chất xơ và các vitamin khoáng chất, thì nó mới giúp cho chúng cơ thể chúng ta có một cái nguồn năng lượng dồi dào để đáp ứng mọi hoạt động được. Cho nên ăn uống khoa học là một vấn đề, và chính bây giờ vì ăn uống không khoa học mất cân bằng cho nên các bệnh mãn tính và ung thư ngày càng tăng, bởi bây giờ hóa chất hóa cuộc sống rồi, ăn cái gì cũng có độc tố rồi, rồi trong thức ăn chúng ta rất là nhiều các chất tăng trọng tăng trưởng trong đó rồi, mà chúng ta ăn thừa
quá nhiều đường đạm mỡ ăn theo khoái khẩu mà thiếu với tiêu hóa chất mà không giúp cơ thể chúng ta các gan và các bộ phận khác trong cơ thể nó thanh lọc, nó đào thải ra ngoài được thì bắt đầu tồn trữ trong cơ thể chúng ta và làm cho cái miễn dịch chúng ta bị suy yếu. Đấy. Và đó chính là cái nguy cơ để tăng mắc bệnh về viêm nhiễm mãn tính và bệnh ung thư ngày càng tăng các chị. Cho nên ăn uống là một điều khâu cực kỳ quan trọng để giúp cơ thể chúng ta có một cái sức khỏe có hệ miễn dịch tốt để phòng và chống bệnh. Cái thứ ba đó là thể dục thể thao đều đặn. Cái từ đều đặn các chị thì thể dục giao ở trong cái lĩnh vực hoạt động này nó có nhiều cái, ví dụ yoga rồi thiền, đi bộ, đơn giản nhất đi bộ thôi. Đấy. Hoặc là tập luyện cường độ cao hơn. Nhưng mà bây giờ các chị ngồi trong Zoom này, các chị để xem thêm một ngày chúng ta vận động được bao lâu, chúng ta dành bao nhiêu thời gian để chúng ta thể chăm sóc bản thân chúng ta. Để chúng ta đi bộ, chúng ta đi chạy bộ hoặc là tập cái gì đó hay yoga hay thiền gì đó. Các chị cứ quan sát lại. Thì sau ngày hôm nay các chị sẽ thấy ít nhất chúng ta phải dành 45 phút đến 1 tiếng mỗi ngày. Mà đơn giản nhất là nếu không chúng ta không làm gì, chúng ta đi bộ. Chúng ta phải vận động để cho cơ thể chúng ta, xương khớp chúng ta, các cơ quan hô hấp, tim mạch chúng ta hoạt động tốt. Và cái đó là giúp cho hệ miễn dịch chúng ta nó hoạt động tốt các anh chị. Đấy. Nếu mà chúng ta không tập luyện thì đến một lúc đó các anh chị sẽ thấy rất là tiếc và nguy cơ về sức khỏe chúng ta sẽ bị xuống. Và các chuyên gia nói rằng điều đơn giản nhất, một cái phương pháp tập quan trọng nhất, đơn giản nhất mà mọi người có thể làm được đó chỉ cần đi bộ thôi. Nếu ai đó mà cứ đi bộ đều đặn mỗi ngày 45 phút đến 1 tiếng thì người ta sẽ có thể sống thọ thêm 10 năm nữa. Đấy, thêm 10 tuổi. Nhưng đặc biệt là với sức khỏe rất là tốt. Các anh chị hãy thử nghiệm đi ạ. Đơn giản thôi. Muốn đi bộ đấy thì không cần nhiều. Đi bộ và tập đi bộ quá thì hít thở và vận động cơ quan rất là tốt. Vấn đề thứ tư để tăng cường miễn dịch đó là bổ sung đầy đủ lượng nước cơ thể, bởi vì nước cực kỳ quan trọng cho cơ thể chúng ta. Cho nên đừng bao giờ để khát với uống. Cơ thể chúng ta mỗi người cần tối thiểu khoảng 2 lít nước, với cái thể trọng chúng ta cần 2 lít nước. Những người vận động thì sẽ hơn 2 lít rưỡi đến 3 lít. Và cái uống này không phải là chúng ta uống một lúc mà uống 2-3 lít để mà chúng ta cả ngày khỏi uống. Uống đây là thường xuyên 30 phút chúng ta lại uống một lần và uống vừa đủ, chứ không chờ để khát. Khi mà chúng ta cảm thấy khát nghĩa là cơ thể chúng ta đã báo động rồi, lượng nước của chúng ta bị suy giảm, bị yếu rồi. Và khi mà nước không đủ thì các hoạt động chuyển hóa, các hoạt động sống trong cơ thể nó sẽ bị ảnh hưởng. Cái nước nó vẫn để nó vận chuyển cho các hoạt động sống, mà thiếu nước thì rõ ràng là các hoạt động đó nó bị ảnh hưởng theo. Cho nên là cứ 30 phút chúng ta lại uống vài ba ngụm. Trước khi đi ngủ chúng ta cũng phải uống nước anh chị. Uống nước rất là khoa học. Nếu mà trước khi đi ngủ chúng ta uống nửa ly thôi, không cần nhiều đâu anh, hoặc 1-3 ly thôi, nó có tác động rất là tốt cho cơ thể chúng ta, bởi chúng ta có một giấc ngủ 5-6 tiếng đồng hồ. Và trong quá trình đó nếu mà chúng ta không đảm bảo đủ nước thì đầu tiên các anh chị biết rằng cái máu của chúng ta nó sẽ đặc lại. Và đây là chính nguyên nhân mà những người bị bệnh tim mạch cholesterol là nguy cơ hay bị nhồi máu hoặc tai biến về đêm, do chính là lúc đó máu của chúng ta nó bị cô đặc lại thì nguy cơ bị tắc và nên gây nhiều máu hoặc là gây tai biến mạch máu não. Thì trước khi đi ngủ chúng ta phải uống nước để nó đảm bảo cái lượng của chúng ta. Và đặc biệt các anh chị thấy khi sau khi ngủ dậy chúng ta thấy hay khát nước là gì, đặc biệt những người mà buổi tối hôm trước có uống bia rượu thì cái lượng cồn ở trong máu nó cao lên thì nó làm cho gì cái cơ thể chúng ta nó rất là yêu cầu phải có nước để nó trung hòa, nó hạ cái lượng cồn xuống. Mà nếu chúng ta không đưa được điều đó thì nó ảnh rất là không tốt đến gan và đến tim mạch chúng ta. Cho nên phải uống nước và bổ sung. Trước khi đi ngủ làm một ly nước, ngủ dậy làm một ly nước ngay để cung cấp tức thời cho cái lượng nước mà cơ thể chúng ta đủ thiếu. Thì nước cực kỳ quan trọng. Vấn đề tiếp theo là ngủ đủ giấc và ngủ chất lượng. Những người nào mất ngủ hoặc giấc ngủ khó thì chúng ta phải xem lại vấn đề này. Thì có thể dùng các nhiều phương pháp là tăng cường các vitamin B, nhóm B. Thứ hai là có thể ngồi thiền. Cái thứ ba là gì ạ? Stress
bằng những làm sao để cho tâm lý của chúng ta nó sẽ tốt, để giúp cho cái giấc ngủ chúng ta nó đi đi vào một cách rất là dễ dàng. Thì chúng ta áp dụng những biện pháp anh chị, ăn uống dinh dưỡng và tránh những gì cái tác động mà căng thẳng thần kinh nó sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ. Trước khi đi ngủ mà chúng ta bị có cái gì đó suy nghĩ và chúng ta bị ức chế, chúng ta bị căng thẳng lại thì lại ảnh hưởng giấc ngủ chúng ta. Cho nên tránh những cái hiện tượng đấy và làm sao để giúp ngủ chúng ta nữa. Và thứ hai nữa phải ngủ đủ anh chị. Các anh chị thấy nếu mà trường hợp người mất ngủ, người mất ngủ là nó bề ngoài lắm, thần kinh chúng ta nó không hoạt động, không linh hoạt được thì không điều điều khiển được cái hoạt động sống của cơ thể chúng ta đâu. Nên tối thiểu ít nhất là 6 7 tiếng đồng hồ, mà ngủ đủ là phải 8 tiếng. Và có một giấc ngủ mà rất quan trọng mọi người không để ý, đó là giấc ngủ trưa. Buổi trưa chúng ta chỉ cần chợp mắt, nếu không ngủ được thì chúng ta cũng nằm nhắm mắt lại và tĩnh tâm lại tối thiểu 15 phút. Buổi trưa chúng ta chỉ cần ngủ 15 phút thôi, nó tương đương với khoảng 2 tiếng đồng hồ giấc ngủ của buổi tối. Và đó chính là cái thời điểm cực kỳ quan trọng, nó giúp chúng ta gì cân bằng và phục hồi lại. Cái não chúng ta nó hoạt động đến đó nó không chịu nổi đâu. Cho nên phải có một cái buổi trưa phải tìm cách nó ăn xong chúng ta phải nghỉ một chút chút xíu, tối thiểu là 15 đến 30 phút. Và các chị thấy là khi mà chúng ta nghỉ trưa xong rồi thì cái tinh thần của chúng ta nó khỏe lập tức trở lại. Cho nên khi làm việc tôi thấy thì trong CV có cách làm việc là nhiều khi là khoa học mà không khoa học, nhiều khi là việc xuyên suốt luôn, xuyên suốt luôn. Và ở đây thì Hà cũng nhắc lại các anh chị là nên hạn chế hành hạ thủ lĩnh của chúng ta. Tôi thấy thủ lĩnh Việt chúng ta bị các anh chị hành hạ quá quá nhiều, bởi vì làm việc hết chỗ này chỗ kia, thậm chí buổi trưa không cho thủ lĩnh nghỉ nữa, đó là cái điều không tốt. Bởi vì dù làm việc thế nào nữa thì dù dùng sản phẩm kiểu gì chăng nữa thì phải có một giấc nghỉ trưa 15 đến 30 phút để giúp cho cơ thể phục hồi. Cho nên các anh chị thấy là cũng nên tránh khi mình dù mặc dù mình cũng nhiều khi mình cần cái sự hỗ trợ của thủ lĩnh, nhưng mà hãy để cho thủ lĩnh có những thời gian nghỉ ngơi. Đấy, nghỉ ngơi rất là cần thiết, chứ đừng có thấy buổi trưa cũng hành suốt hết buổi trưa được qua xong buổi chiều sang các thứ đó, nó điều nó không không hay các anh chị. Đây cũng là một cái chuyện để hãy nhắc thôi, nhưng mà các anh chị thấy à có như thế, có nhiều chuyện là chúng ta đến lúc đó chúng ta nghỉ ăn trưa, chúng ta nghỉ ngơi rồi các thứ, rồi chúng ta sẽ làm việc một cách khoa học chứ không 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 nên như vậy. Và tôi thấy nhiều khi thủ lĩnh của Trạm Văn Việt không có ngủ trưa luôn các anh chị, vì các anh chị là hết cà phê rồi hết Zoom rồi các thứ, và thậm chí buổi tối 11 giờ đêm chưa được ngủ, sáng dậy là 5 giờ đấy, thế rồi thì làm sao mà tưởng đủ sức để chiến đấu. Cho nên là cái vấn đề này cực quan trọng. Và điều nữa đó là giảm căng thẳng và mệt mỏi quá mức, thì chúng ta sẽ biết được những cái nguyên nhân này rồi, thì chúng ta xem xét lại trong cuộc sống chúng ta đang bị cái gì, thì chúng ta hãy điều chỉnh nó, điều chỉnh nó, điều chỉnh năm sau cái vấn đề này các anh chị này, thì chúng ta sẽ có được một sức khỏe tốt Em đấy. muốn thêm nước nhá. Và coi Muốn thêm hiệp dịch đấy. Và bây giờ phần tiếp theo đó là những cái sản phẩm nước hỗ trợ cho hệ thống miễn dịch của chúng ta không? Còn sao thì tốt cho đấy. hai viên là thấy khỏe. Thế thì đến đây thì hạn đi qua rồi, chúng được các anh chị hãy chia sẻ các anh chị nhé. Thì ở trong CBD chúng ta có rất nhiều loại sản phẩm, rất nhiều sản phẩm khác nhau để giúp tăng cường, hỗ trợ và tăng cường hệ miễn dịch chúng ta. Thì Hà đã liệt kê lên đây thì các anh chị biết, đầu tiên cái đầu bảng đầu tiên mà các anh chị đấy là sản phẩm mới là Detox Proactive này. Đây là một sản phẩm nó tăng cường gì ạ, thanh lọc cơ thể ở cấp độ sâu, đào thải độc tố kể cả kim loại nặng, phục hồi các chức năng các cơ quan trong cơ thể, đặc biệt là chức năng gan. Khi mà đào thải được độc tố này đó thì nó đồng nghĩa là nó phục hồi lại chức năng của các tế bào, và các tế bào thực hiện được cái chức năng của nó, tức là tăng cường thể tích lên. Vấn đề thứ hai là bộ ba thanh lọc. Đấy, các anh chị cứ tưởng cái bộ ba thanh lọc nó chỉ là chức năng thanh lọc, nhưng không, nó chính là một sản phẩm để tăng cường hệ miễn dịch, chống oxy hóa rất mạnh. Nên nếu khi mà chúng ta dùng chỉ cái đơn giản hai cái sản phẩm này thôi thì cơ thể chúng ta đã được hệ thống miễn dịch của chúng ta đã được tăng lên rất nhiều. Đấy. Và đối với sản phẩm này các chị biết, để tập pro ít nhất 1 năm chúng ta sẽ dùng 2 lần, còn bộ ba thanh lọc thì có 1 quý chúng ta sẽ dùng 1 lần, phải dùng để thanh lọc cơ thể.
và Có trẻ hóa tế bào, một quá thanh lọc nó trẻ hóa tế bào, nó làm cả sạch tế bào thì nó làm cho hệ miễn dịch chúng ta tốt lên. Cho nên các chị biết là nhiều người trong đợt Covid vừa được không hiểu được đó, chúng ta chỉ tập trung cái sản phẩm khác nhưng mà chúng ta quên cái sản phẩm này, chúng ta quên đó. Đấy, đây là hai sản phẩm đầu tiên, vừa thanh lọc vừa tăng cường hệ miễn dịch các anh chị. Sản phẩm thứ ba là Formula 4 và trước đây là Novomin. Thì cái sản phẩm Formula 4 này nó đi vào trực tiếp vào hỗ trợ tăng cường mất màn hình rồi anh hệ ơi. miễn dịch. Alo, mọi người Dạ nhìn thấy mất không? màn hình. Mất màn hình hả? Dạ bình thường anh ơi. Vẫn thấy anh bình ơi. Thường anh ơi, vẫn thấy bình thường bình thường. Bỏ cho tai rồi, máy ok rồi người ta. rồi, chúng ta tiếp. Sorry nha anh à, mà mở cái đài cho em đi. Anh Hòa mở mic giùm em. Đấy, sản phẩm thứ ba là Formula 4. Đây là sản phẩm đến trực tiếp vào tăng cường hệ miễn dịch anh chị. Sản phẩm Imomuc. Cái này nó kháng viêm rất là đặc biệt là hỗ trợ cho phổi. Chúng nữa chúng ta có thể hàng liên quan được, chúng nữa chúng ta sẽ chia sẻ nhé. Rồi sản phẩm Healthy. Healthy, Healthy đây cũng là sản phẩm nó không chỉ cân bằng mà nó là sản phẩm tăng cường hệ miễn dịch tốt cho anh chị. Rồi xin xin năm phổi. Đây cũng là những cái sản phẩm để tăng cường hệ miễn dịch. Cái lá phổi cực kỳ quan trọng. Phổi là nơi nó lấy oxy trực tiếp cho đường nuôi sống cơ thể chúng ta. Oxy và nước, hai cái đó là cái quan trọng nhất. Và sim sim năm của chúng ta cực kỳ quan trọng các anh chị. Anh Hà mất tiếng rồi anh Hà ơi. Không nghe gì hết. Rồi được rồi. Rồi, các anh chị nghe được chưa? Đây hàng nhãn này này, tiếp theo đó là Imomo này. Imono là cái sản phẩm hỗ trợ rất là mạnh về kháng viêm, đặc biệt là hỗ trợ cho phổi nhé. Mà cặp của nó với cặp sim sim 5 ấy, phổi đấy là cặp bài trùng rất là tốt cho những người bị viêm phổi, viêm phế, những người hay bị những vấn đề phổi, viêm tắc phổi mãn tính. Thì cái cặp này là cặp cực kỳ quan trọng để giúp chúng ta thực hiện cái chức năng phổi, làm cho cái năng phế phổi nó tốt lên và chống viêm trong. Rồi Healthy. Đấy, Healthy những người mà hệ miễn dịch, các chị biết là cái này là rất là quan trọng. Ngày xưa mà khi mà thiếu Novomin nhiều người cũng biết thì Healthy đó là những cái sản phẩm rất là tốt. Rồi các sản phẩm có chứa các vitamin khoáng chất, đặc biệt là kẽm, là nó là thành phần để tham gia để sản sinh các tế bào bạch cầu. Thì trong chúng ta có sản phẩm kẽm, magie và selenium. Đây là cặp ba những cái sản phẩm để hỗ trợ tăng cường cho hệ miễn dịch. Tiếp theo những cái sản phẩm để tăng cường ngay tức thì về năng lượng đó là Corel và Adatovit. Khi mà người mắc bệnh bị viêm nhiễm hoặc tất cả các bệnh mãn tính rồi á, thì cái năng lượng hoạt động rất là thấp, thì cái hai cái sản phẩm này nó tăng cường ngay tức thì, nó hỗ trợ ngay để cho các tế bào hoạt động, đặc biệt là trong đó tế bào của hệ miễn dịch. Tiếp theo là Vite ghép magnium chống oxy hóa và tăng cường hệ miễn dịch. Nên trong những phác đồ mà hỗ trợ cho những bệnh nhân về bệnh mãn tính thì các anh chị biết chúng ta sẽ kèm những sản phẩm gì. Và một sản phẩm mới ra đời đó là vitamin E dạng nước các anh chị. Thì trong cái sản phẩm Formula 4 chúng ta có ba thành phần chính là vitamin E, C và vitamin A. Đó là những chất để gì? Giúp cho hệ miễn dịch chúng ta hoạt động tốt. Thì bây giờ chúng ta có một sản phẩm nữa, đó là vitamin E dạng nước. Thì nó không chỉ tăng cường hệ miễn dịch đâu mà nó còn giúp cho gì ạ? Cái da rất đẹp, nên mọi người, đặc biệt chị em phụ nữ mà muốn có làn da đẹp, hãy sử dụng nhiều vitamin E và vitamin C. Thì bây giờ chúng ta có sản phẩm vitamin E rồi. Cái giá của nó hình như 580 mấy ngàn các chị, và chúng ta có thể nhỏ một giọt vào trong nước chúng ta dùng uống rất tốt, tốt cái này, có thể cho các em bé dùng rất là tốt luôn. Tiếp theo là cái dòng cho trẻ em là Vitamama. Vitamama thì chúng ta có hai loại, một cái dạng viên và dạng nước.
Đây chính là sản phẩm cho các em bé sử dụng thường xuyên để tăng cường hệ miễn dịch và giúp cho hệ thống tiêu hóa được tốt. Sản phẩm cao cấp lên, những cái sản phẩm để tăng cường giúp hệ miễn dịch là Stress Relief. Nó giúp cho hệ stress, bởi vì trong cái 6 cái nguyên nhân sinh ra suy giảm hệ miễn dịch thì chúng ta có gì? Có nguyên nhân về bị stress và mất ngủ. Thì Stress Relief đó là một cái sản phẩm rất tốt cho tăng cường hệ miễn dịch. Những người mà bị stress rồi hệ miễn dịch suy giảm thì dùng cái sản phẩm này. Và đối với giấc ngủ thì chúng ta có Botanic Melissa. Cái sản phẩm này là giúp cho gì? Giấc ngủ ngon. Và cái cùng Hà muốn liệt kê đây anh chị đó là tràng ngủ. Một giấc ngủ sâu tốt thì nó cũng đồng nghĩa là nó tăng cường hệ miễn dịch chúng ta tốt. Như vậy Hà đã liệt kê sơ sơ ở trong cái danh mục của chúng ta, nó có 14 loại. Đó còn ra thì các loại chúng ta thể tăng cường bổ sung vitamin như siêu vitamin các loại, hoặc là những cái khác nó cũng là tăng cường hệ miễn dịch cho chúng ta các anh chị. Nhưng mà những cái này là nó gần như đi vào trực tiếp cơ thể chúng ta hơn và tăng cường hỗ trợ cho và phục hồi hệ miễn dịch hơn. Thì thông qua cái này chúng ta đã biết này, và các anh chị chúng ta sử dụng sản phẩm đó, chúng ta cần những sản phẩm gì thì chúng ta có thể lựa để tăng cường hệ miễn dịch. Khi nào cảm thấy cái cơ thể chúng ta nó mệt mỏi, mà những cái ví dụ chúng ta bị viêm nhiễm cái gì đó mà nó lâu lành ấy, đấy thì đó là hiện tượng hệ miễn dịch chúng ta nó kém đi đấy, thì chúng ta phải tăng cường này. Thì đầu tiên mà cái đầu tiên để tăng cường hệ miễn dịch đó chính là phải thanh lọc cơ thể, thanh lọc độc tố, phục hồi chức năng gan, đó là cái điều quan trọng. Và khi làm được điều này thì chúng ta hệ miễn dịch chúng ta lên, cho nên cái này làm thường xuyên. Mà nếu làm được hai điều này, tăng cường hệ miễn dịch lên và cái chức năng của nó lên, thì các anh chị biết là những cái chúng ta để phòng ngừa được ung thư và để phòng ngừa được các bệnh mãn tính. À, Hà cũng kể lại các anh chị vừa rồi là Hà có người bạn ở với Vũng Tàu, là có người em người ngoài quê bị gan các anh chị, bị ung thư gan, ta chuyển từ ngoài quê vào để đưa vào trong Chợ Rẫy để mổ, nhưng mà cuối cùng đưa lên bệnh viện trả về. Và nguyên do gan thì rất nhiều là độc tố thôi, và có một nguyên do nữa là tiền sử người này bị siêu vi B các anh chị. Và các bác sĩ, tại sao là các bác sĩ nói là vấn đề là những người đó thì tiềm ẩn nguy cơ cao đấy. Thế thì sau đó thì đưa về Vũng Tàu, thì hôm vừa rồi Hà có xuống để hỗ trợ về những cái sản phẩm mà cách để giúp cho người nhà của họ vượt qua. Thì cái điều đều quan trọng là trong có hệ thống mà sức khỏe để phục hồi, thì đầu tiên là quan trọng nhất là làm vấn đề là hệ miễn dịch. Thì trong cái phục vụ hệ miễn dịch ấy, thì Hà đang cho sử dụng cái Detox Pro và bộ ba thanh lọc và Formula 4 này với một liều lượng để tăng cường. Và các anh chị biết là khi mà dùng những sản phẩm này thì nó sẽ đẩy được kim loại nặng và các độc tố ra bên ngoài, và đặc biệt trong cái tầng Detox Pro chip này nó rất là tốt cho phục hồi các chức năng gan bị tổn thương. Đây là sản phẩm có thể nói là sản phẩm đỉnh nhất của tập đoàn chúng ta bây giờ. Nên các anh chị hãy nghiên cứu thật kỹ và trải nghiệm nó. Và đặc biệt những người mà đã tiêm sử bị siêu B thì C ấy, thì nên dùng nó. Bởi vì cơ chế của nó cái này các anh chị, khi âm tính không phải là cơ thể chúng ta đã hết, mà thậm chí là trong cái bài chia sẻ trước về nó bị chức năng gan ấy, khi mà những loại virus đó mà cơ thể chúng ta không tiêu diệt được thì nó gì ạ? Nó sẽ ém vào, nó chôn vào, nó lưu trữ vào sâu bên trong gan ấy, nó nhốt lại. Và chắc chắn khi mà hệ miễn dịch chúng ta bị suy giảm thì nó sẽ bùng phát lên, và những cái chất thải, chất độc của loại virus này nó ảnh hưởng trực tiếp lên gan luôn, làm xơ gan và dẫn đến ung thư gan. Cho nên khi chúng ta biết được sản phẩm độc đáo này thì dùng cái sản phẩm này để gì ạ? Nó phục hồi chức năng gan mà nó đào thải virus, nó đẩy ra ngoài, và khi hệ miễn dịch chúng ta tốt rồi thì nó sẽ tiêu diệt, nó tiêu diệt các loại virus này, siêu B, C này, và nó bảo vệ cơ thể chúng ta. Cho đây là một sản phẩm cực kỳ tốt, và các anh chị nhớ rằng những ai đã từng bị nhiễm virus, đặc biệt là hiện là đang bị siêu BC, thì hãy dùng sản phẩm đó kết hợp tăng cường hệ miễn dịch lên trong thời gian để nó tiêu diệt, để ngăn chặn các nguy cơ là ung thư các anh chị. Bởi vì những người mà bị nhiễm cái siêu BC thì nguy cơ bị ung thư sau này rất là cao, hãy nhớ đi đó.
Và khi dùng nó thì kết hợp với gì? Formula 4. Đấy. Rồi healthy cộng với kẽm, magnesium, đây những sản phẩm để tăng cường hệ miễn dịch với một liều lượng tốt, và đặc biệt là chế độ ăn dinh dưỡng. Thì khi nãy Hà đã nói đó là ăn uống cân bằng, và khi những người bị bệnh virus đặc biệt ung thư đó thì không dùng, không ăn thịt, không uống sữa, và chuyển sang chế độ ăn chay và ăn rau quả thật nhiều, để nó thì nó hạ cái acid ở trong người xuống, cân bằng lại, và nó giúp hệ miễn dịch của chúng ta thì có thể là nó chiến thắng được bệnh tật. Thì trong những cái bài chia sẻ của Hà nói quan trọng nhất là cơ thể chúng ta sẽ nó phục hồi được, và Hà tin rằng có thể bạn đó có thể vượt qua nếu với chế độ mà ăn uống dinh dưỡng, tập luyện rồi sử dụng sản phẩm một cách điều độ thì có thể phục hồi được, và có thể sau 20 ngày thì kiểm tra lại thì có thể đó là một cái tin rất tốt. Và sau này nếu mà nó kết quả tốt rồi, các anh chị biết rằng cái phương pháp ăn uống khoa học rồi lối sống lành mạnh đó là một cái rất là quan trọng để giúp chúng ta nó, cơ thể chúng ta nó sẽ chiến thắng mọi bệnh tật. Vì thực tế là cơ thể chúng ta nó sẽ tự phục hồi, tự cân bằng và tự chiến đấu lại bệnh tật, miễn là chúng ta cho nó, và đặc biệt là đầu tiên là đó chính là hệ miễn dịch. Và những cái sản phẩm Hà liệt kê đây này là các chị thấy nó cực kỳ quan trọng, và đưa trong cái thực đơn chúng ta ngày, và đặc biệt là Hà nhấn mạnh đó chính là những sản phẩm giúp cho thanh lọc, đào thải độc tố và tăng cường hệ miễn dịch trực tiếp thì nên sử dụng một cách thường xuyên để giúp cho cơ thể chúng ta nó có một cái thì là tốt nhất. Đấy. Và các anh chị biết hiện tại Việt Nam chúng ta có một năm nó bây giờ hiện giờ nó 250.000 người mắc mới ung thư. Đấy. Và cái con số mà khoảng hơn 200.000 người là bị tim mạch các chị rất là nhiều. Đấy. Và ví dụ các bệnh mãn tính chúng ta xảy ra là do hệ miễn dịch bị suy giảm thôi. Nó mới sinh ra hệ miễn dịch thôi. Và các chức năng bị rối loạn bên trong nó sinh ra các vấn đề đó thôi. Và ung thư bây giờ đang đầu bảng. Hôm trước Hà đã chia sẻ các chị là Hà đi vô bệnh viện Chợ Rẫy, mà riêng cái khu D thôi là hộ điều trị cho bệnh nhân ung thư mà quá chất trị đấy, nó có 10-15 đầu mà nó ở kín hết. Và khi nãy Hà cũng nói chia sẻ các anh chị đó chính là các hóa chất hóa chất trị nó tác động ảnh hưởng trực tiếp đến hệ miễn chúng ta, mà nguyên nhân bị ung thư lại do cơ thể chúng ta là bị suy giảm hệ miễn dịch. Thế nên các bệnh nhân mà bị ung thư mà hóa chất trị, người ta chết rất nhanh, chết không phải vì chết vì ung thư mà chết vì do hóa chất, do hóa chất trị nó tác động ảnh hưởng đến cơ thể chúng ta, tế bào lành và đặc biệt là tế bào hệ miễn dịch tùy xương chúng ta bị đánh, và lúc đó nó không còn khả năng chống đỡ với các tác nhân gây bệnh nữa, và bệnh tịch nó hoành hành phát triển lên, và người ta thường là không quá được 5 năm đâu các anh chị. Đấy. Trên một phương pháp mới mà người ta ở trên thế giới, đặc biệt một cái bệnh viện Hopkins ở Mỹ đang áp dụng, đó là không dùng hóa xạ trị để điều trị ung thư thì tỷ lệ thành công của họ đến 90%. Và giải pháp sản phẩm của chúng ta đó là một trong những sản phẩm để thực hiện cái phương pháp này, kết hợp với ăn uống dinh dưỡng, tập luyện một cách lành mạnh thì đó đẩy lùi mọi ung thư. Một số ung thư có thể là phẫu thuật xong nhưng mà không hóa xạ trị. Hóa xạ trị không, tỷ lệ sống của họ chỉ còn có 10% thôi sau 5 năm ấy. Nên các anh chị hãy tìm đọc cái cuốn là Thoát Khỏi Ung Thư ấy, để các anh chị hãy đọc cũng đúng, thì các anh chị biết đó là cái dinh dưỡng này nó cực kỳ quan trọng để giúp cho hệ miễn dịch chúng ta tốt, và khi hệ miễn dịch chúng ta tốt thì chúng ta sẽ chiến thắng bệnh tật. Cho nên chăm sóc đầu tiên cái hệ thống cơ quan quan trọng nhất đó chính là hệ miễn dịch, chúng ta hiểu rồi thì chúng ta sẽ có một thay đổi lối sống. Hà tin rằng sau cái buổi sáng hôm nay thì các anh chị đã biết được cái nguyên nhân và cách làm sao để có hiện tượng tốt, thì các anh chị bắt đầu thay đổi từ ăn uống, dinh dưỡng, sinh hoạt, rồi tất cả các thứ, làm sao chúng ta nhìn sao là cái lối sống chúng ta có gì bị ảnh hưởng thì chúng ta sẽ thay đổi cái đó. Và thời lượng còn một ít nữa thì Hà xin dừng lại đây và dành cho các anh chị có thể chia sẻ, chúng ta sẽ trao đổi nhau những cái gì cần thiết, và các anh chị hãy chia sẻ kinh nghiệm chúng ta trong cách sử dụng phẩm, và đối với một số cái bệnh ung thư mãn tính hoặc những vấn đề khác thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ. Và xin cảm ơn tất cả các anh chị đã lắng nghe Hà buổi sáng hôm nay, và xin dừng lại mic cho tất cả các anh chị. Xin cảm ơn thủ lĩnh bằng quốc gia Phan Nguyệt, và xin cảm ơn tất cả anh chị. Vâng. Quá tuyệt vời. Cảm ơn thủ lĩnh. Vâng, cảm ơn anh Hà đã có một bài chia sẻ quá tuyệt vời. Các anh chị có thể chia sẻ cái điều gì đó.
anh chị thấy rồi, hệ miễn dịch chúng ta như vậy để chúng ta hãy bảo vệ nó. Thì khi mà chúng ta bảo vệ được nó thì chúng ta sẽ tránh được nhiều. Và thông qua này thì các anh chị biết rằng những người mà khi tư vấn cho khách hàng thì làm sao để họ hiểu được để phòng tránh một cái bệnh mà rất nan y mà cực kỳ nguy hiểm nhất hiện nay, đó chính là ung thư và các bệnh mãn tính các chị. Và xin mời chị Tân Hoa. Vâng, xin cảm ơn anh Hà đã cho Hoa chia sẻ. Xin chào cả nhà ta trên Zoom. Chúc cả nhà một buổi sáng tràn đầy năng lượng. Hôm nay phải nói là rất là tuyệt vời cả, đúng không cả nhà? Một buổi sáng mà chúng ta đã được có những cái kiến thức rất bổ ích. Khi nghe được anh Hà thống kê lại thì mình lại càng Hoa cảm thấy mình lại càng tự hào về và mình tự cho mình là người thông minh nhất, bởi vì nhờ cái sự lựa chọn của mình mà mình được tập kiến thức. Trước hết là an tâm về cái mình đã có một giải pháp, những cuộc đời còn lại mình sẽ bảo vệ được mình, bảo vệ được chính mình và gia đình mình. Thì hôm nay qua cái buổi chia sẻ của anh Hà thì Hoa cũng nhận được những cái kiến thức rất bổ ích cho bản thân mình, đó là mình hiểu thêm về cái tập quan trọng của hệ miễn dịch và 6 cái nguyên nhân gây ra từ cái hệ miễn dịch và những cái giải pháp tối ưu nhất từ cái chỗ mà thay đổi những cái thói quen. Cứ ngỡ rằng nhiều khi những cái thói quen, và sau đây thì Hoa càng phải biết mình phải làm gì. Từ thói quen đơn giản thôi cả nhà, một cái cách là uống nước thôi hay là giấc ngủ thôi, từ cái thói quen mình thay đổi những cái thói quen xấu. Ai chưa uống nước buổi sáng thì hãy khi bước ra khỏi giường đầu tiên là mình làm một cái ly nước ấm để thanh lọc cơ thể. Và ai chưa uống nước trước khi ngủ để làm lưu thông mạch huyết, đúng không? Hoặc là trong cái khi mình vừa ngồi vừa nghe vừa lấy những cái ly nước nhấp nhấp đó thì chúng ta hãy làm, bởi vì từ những cái đơn giản nhất, nhiều khi chúng ta có nhiều cái chết rất là ăn uổng, cái chết bởi vì thiếu hiểu biết. Những cái ra đi của những người thân hoặc là những người xung quanh mình vì do thiếu hiểu biết mà ra. Đó, đấy là mình lại cao anh Hà lại cho mình bài học. Hoặc là đâu đó mình khi mình có kiến thức này cả nhà thì mình là người gia đình mình có tắt mic giùm mẹ, tắt mic tất cả đi ạ. Anh chị hỗ trợ ạ. Vâng, cảm ơn cả nhà. Thì khi ngay mình có kiến thức này cả nhà thì mình giúp cho con mình giúp cho thế hệ các cháu của mình có những cái lời khuyên, bởi vì xu thế của các tuổi trẻ giờ á là nuôi con cứ nói khoa học, cứ nuôi sữa ngoài đó, nhưng sữa mẹ là cái nguồn thức ăn tốt nhất và sữa mẹ là có đầy đủ kháng thể để cho các con có ngay cái miễn dịch ngay từ đầu đó. Và chúng ta nhiều người cứ do cái đang còn chưa được, thiếu cái hiểu biết, cho nên là ngay cái chuyện tiêm vaccine để phòng hệ miễn dịch ngay từ đầu chúng ta vẫn đang coi thường, coi nhẹ. Thì hôm nay là bài học để giúp cho chúng ta hãy nhìn nhận lại để thay đổi những cái thói quen xấu của mình và để có những cái lời khuyên bổ ích nhất. Và cũng mong anh Hà gửi cái slide này lên, để cho mọi người ghi lại cả nhà, Hoa nốt lại những cái kiến thức mà mình cần phải có trong cái này. Mình không phải là bác sĩ, nhưng khi mình có những kiến thức này, chính mình là bác sĩ tự chữa mình cho mình. Đó, ngay như bác Hồ ta cũng khuyên là hãy phòng bệnh hơn chữa bệnh. Và chúng ta là những cái, cả một cái xã hội mà chúng ta là tế bào của những xã hội, mà mỗi tế bào mình biết phòng bệnh, mình có những cái kiến thức căn bản nhất, sơ đẳng nhất, thì cả xã hội này đỡ là có những cái đỡ cái áp lực cho xã hội của mình, và mình cũng đã góp phần cho xã hội rất là lớn đó. Cảm ơn chị Trần Hoa, cảm ơn anh Hà. Và hôm nay thì lại có thêm những cái kiến thức, ngoài những cái kiến thức là tầm quan trọng hệ miễn dịch, nguyên nhân gây hệ miễn dịch và thay đổi những cái thói quen, những cái kết tốt nhất, thì ta lại có thêm một cái kiến thức nữa là về mình hãy chọn những sản phẩm nào
cho cái liên quan đến cái hệ miễn dịch này, đúng không ạ? Thì chúng ta lại có thêm những kiến thức đó. Rất biết ơn anh Hà, cảm ơn anh Hà và rất biết ơn cả nhà đã nghe. Hà xin hết cảm ơn chị Hoa. À, xin mời anh Vũ Lâm ạ. À, xin chào anh Ngô Hà, xin chào chị Thủ Linh và Quốc gia Phân Việt, xin chào tất cả các anh chị, chúc anh chị một ngày mới tràn ngập yêu thương và những điều tốt đẹp. Tôi chỉ thời gian còn rất ít cho nên tôi chỉ xin nói một vài chút thôi. Bản thân tôi thì sử dụng sản phẩm Sơ-ri thì 2 năm nay tôi không biết đến bác sĩ Tây y và một viên thuốc Tây y là gì, thì đấy là một điều tuyệt vời. Trong buổi ngày hôm qua thì tôi có nói chuyện với một tư vấn viên tuyến dưới thì bạn cũng nói là mẹ bạn bị bệnh 15 năm nay và nằm liệt giường 5 năm. Sau khi sử dụng Sibiri có 5 ngày thì mẹ bạn đã đòi ngồi dậy. Đấy là một điều tuyệt vời và bạn nói bạn rớt nước mắt và chúng tôi cũng rớt nước mắt trên buổi sáng và buổi trưa hôm qua sợ. Đấy là cái điều tuyệt vời. Thế còn một điều nữa tôi muốn hỏi anh Ngô Hà, có thể hướng dẫn thêm một chút nữa cho các tư vấn viên, bởi vì tôi biết là ở đây rất ít người, anh các chị đã trải nghiệm cái sản phẩm detox rồi, và nhiều người thì trải nghiệm cái sản phẩm bộ ba thanh lọc thì thấy cơ thể đau nhức thì lại dừng lại. Thì đấy là một số anh chị em tư vấn viên cũng vẫn chưa muốn vào hoặc là cũng chưa tìm hiểu sâu đến sản phẩm. Thì anh Ngô Hà có thể chia sẻ thêm một phần là thứ nhất là Detox Pro thì chúng ta dùng một năm là một, như anh Ngô Hà nói là chúng ta sẽ dùng một lần, và một lần thì tùy theo cái thể trạng của từng người một chúng ta dùng là bao nhiêu hộp để cho nó có thể giúp cho cơ thể mình detox được. Và với lại cái sản phẩm bộ ba thanh lọc thì tôi theo tôi được biết thì chúng ta có thể dùng thường xuyên liên tục được, không cần phải bất kể một thời gian nào. Thì đấy là những quan điểm của tôi và cũng muốn anh Ngô Hà có thể chia sẻ thêm về cái này để cho các tư vấn viên hiểu. Bởi vì chúng ta hiểu, chúng ta dùng, chúng ta khỏe thì chúng ta mới tư vấn nói cho người khác được. Bởi bạn là sản phẩm của sản phẩm, mà bạn không khỏe, bạn không dùng thì bạn cũng chẳng nói ai được. Xin cảm ơn anh Ngô Hà và anh các chị ạ. Vâng, xin cảm ơn anh Lâm. Trong cái sản phẩm thanh lọc cơ thể tăng cường hệ miễn dịch đó, thì đầu bảng vừa rồi là mới ra sản phẩm Detox Pro. Pro thì nó tập đoàn đã đặt đi từ Pro thì các anh biết là nó là siêu đẳng rồi, không cần nói gì nữa, đúng không ạ? Nó hay nhất là nó kích hoạt lại toàn bộ các cơ quan trong cơ thể mà đang bị suy giảm chức năng, cái đầu tiên của nó. Hai là tăng cường hệ miễn dịch. Cái thứ ba nữa mà đi sâu nhất là đó là chức năng gan, phục hồi lại chức năng gan, thanh lọc đào thải các kim loại nặng, các virus vi khuẩn và phục hồi chức năng gan. Và trong cái bài chia sẻ lần trước mà Hà nói về cái gan, các anh chị biết rồi, thì khi mà nó xử lý không hết thì nó đưa vào, nó nhốt, nó làm cái nhà kho, nó nhốt đặt nó, bao gồm cả các chất độc, các kim loại nặng và các virus đưa vào đó. Thế thì nó, nếu mà khi hệ miễn dịch chúng ta không làm việc thì sao ạ? Nó đưa đó và đến một lúc đó hệ miễn dịch chúng ta suy giảm đi thì nó sẽ tấn công ngược lại thôi, và đó chính là của bệnh ung thư đấy các anh chị đấy. Và cái đồng Detox Pro này khi đưa vào đấy thì đầu tiên nó sẽ giải phóng ra, nó giúp cái gan giải phóng ra, đào thải các chất độc ra, đặc biệt kim loại nặng và hóa chất thuốc từ sâu đưa ra ngoài, dioxin đưa ra ngoài hết, và nó mở phóng luôn cả các virus. Và khi mở đến đâu thì cái nó phục hồi hệ miễn dịch chúng ta sẽ làm việc cái đó. Mà đây chính là một quá trình thanh lọc sâu nhất, nó còn mạnh hơn cả cái của bát thanh lọc. Và nó làm được như vậy thì khi mà trong quá trình sử dụng, các chị biết là cái cơ thể chúng ta nó cần rất nhiều năng lượng, cần rất nhiều tiêu hao, và nó đào thải rác thải như thì làm cơ thể rất mệt mỏi. Thì chúng ta cần có chế độ ăn uống ngủ nghỉ thật tốt trong thời gian thanh lọc cơ thể. Nó có điều vậy. Và chúng ta hãy nói trước cho các khách hàng và bản thân chúng ta trải nghiệm đó, là chúng ta kể câu chuyện chúng ta thì họ sẽ hiểu. Đấy, khi làm được cái việc này là giống như rắn đột xác ấy, giống như đại bàng mà thay lông, nhổ cánh, nhổ lông rồi và đập mỏi ấy. Đó là quá trình ấy. Mà nó làm được sạch ở cơ thể ở cấp độ sâu nhất, đồng nghĩa là làm cho tế bào chúng ta sạch nhất và nó trẻ nhất, và đây là chính là nó đây đưa lại sức khỏe tốt. Và các bệnh về gan, vừa rồi Hà đang có tư vấn cho một người bị ung thư gan đang áp dụng chế độ này, và tôi tin rằng với cách đó và thì nó sẽ thành công gì, bởi vì hệ miễn dịch tốt thì nó sẽ tiêu diệt được tế bào ung thư, và là cái cách duy nhất đó mà bảo vệ, chứ không phải khác. Mà ngay cả bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy và làm trong cái lĩnh vực này đã khuyên bệnh nhân thực hiện những giải pháp đó, bao gồm cả thay đổi lối sống. Và đấy các anh chị biết đó chính là nó thì tăng cường hệ miễn dịch các anh chị, và 6 cái mà Hà đã vừa chia sẻ các anh chị. Cho nên cái việc đó thì chúng ta, nếu mà chúng ta có được sản phẩm này thì đầu tiên chúng ta đọc, nhưng mà nếu mà chúng ta uống liên tục 16 ngày nó rất mệt, thì có thể uống giãn cách ngày, và chúng ta làm 3 bộ liên tục như vậy thì cơ thể chúng ta sạch, và chúng ta sau cứ bao nhiêu thời gian nữa tùy theo cái khả năng chúng ta thấy tái lại. Thế còn nếu khi mà đã sạch rồi thì chúng ta không cần phải
cứ phải uống thường xuyên nó. Còn riêng một ba thanh lọc á, thì nó chức năng của nó không chỉ thanh lọc mà chống oxy hóa cực kỳ mạnh và tẩy hóa tế bào. Cho nên đối với châu Âu thì người ta khuyên chỉ dùng 3-4 tháng thì có thể ngừng, bởi vì đối với cái cuộc sống của họ, cái ăn uống dinh dưỡng và cái môi trường họ rất tốt. Còn đối với Việt Nam chúng ta thì nếu có dùng càng tốt đấy. À vừa rồi Hà đã dùng lại, mà dùng lại các chị biết không? Hôm đi xuống Cà Mau vừa rồi mà khạc ra cái đờm nó đen kịt luôn. Cái đường anh chị 4 tháng Hà mới quay lại mà dùng đấy. Và dùng xong mà là Hà nói là buổi sáng ngủ dậy mà khạc cái đờm ra nó kinh, rất là kinh khủng. Để chị biết là cơ thể chúng ta rất là độc, rất nhiều chất bẩn cặn bã trên chúng ta thường xuyên sử dụng. Nếu xài được cái đó thì các anh chị biết, nếu mà cái bộ ba thanh lọc đó cộng với formula 4 không cần gì dùng nhiều hơn đâu. Dùng nó là hầu như không có ung thư và không bệnh mãn tính, mà cái da rất là đẹp bởi vì nó trẻ hóa tế bào. Bởi vì sản phẩm bộ ba thanh lọc là chống oxy hóa số 1, bởi vì cái lọ thứ ba đó là lọ chống oxy hóa, mà quá trình oxy hóa là quá trình sinh ra bệnh, sinh ra viêm nhiễm, sinh ra bị lão hóa. Thì cái sản phẩm trong cái lọ thứ ba nó giải quyết của chúng ta là toàn bộ quá trình oxy hóa, tác nhân gây ra các rối loạn từ bên trong. Thì riêng bộ ba thanh lọc là nó là một siêu phẩm độc đáo mà không có tập đoàn nào có được. Lọ thứ nhất là để thanh lọc ở bên ngoài nội môi, bên ngoài của tế bào môi trường. Còn lọ thứ hai đó là bên trong của tế bào. Nhưng mà cái lọ thứ ba là lọ chống oxy hóa. Quá trình oxy hóa trong cơ thể ta do độc tố, do virus, vi khuẩn, tất cả đều ra thì sinh ra quá trình oxy hóa. Thì cái riêng cái độc đó nó sẽ giải quyết vấn đề này. Cho nên riêng bộ ba thanh lọc có điều kiện cứ xài thường xuyên, mà càng xài thì càng trẻ càng đẹp, chứ không có gì hết và không có bệnh tật. Thế còn tùy theo điều kiện. Còn nếu mà mình có một lối sống ăn lành mạnh tốt thì cứ 4 tháng mình dùng xong là mình lại nghỉ, xong mình chi tiếp là tùy theo mỗi người. Còn đối với anh Lâm thì có đi cái xài, mà càng ngày chắc chắn là nếu mà dùng rồi xong là da rất đẹp các chị, nó sáng ra đẹp, bởi vì thanh lọc cơ thể, trẻ hóa tế bào. Nó không chỉ thanh lọc mà trẻ hóa tế bào, chống oxy hóa rất tốt. Rồi xin cảm ơn ạ. Rồi tiếp theo bác Thanh Tịnh ạ. Bác Thịnh. Vâng ạ. Xin chào Tử Hĩnh và quốc gia phân biệt, chào tất cả các anh chị. Tôi xin được một phút phát biểu bởi vì thời gian của chúng ta đã hết rồi. Trước tiên là thì cảm ơn anh Ngô Hà có một cái bài chia sẻ cực kỳ tuyệt vời, bởi vì thực ra ở đây đúng là chúng ta không phải là bác sĩ, nhưng chúng ta cũng là bác sĩ của chính mình và bác sĩ cho rất là nhiều các tư vấn viên. Bởi vì cái bài chia sẻ của anh Hà đã giúp cho tư vấn viên của chúng ta có thêm kiến thức, bởi vì nhiều khi cái kiến thức của chúng ta nó không nắm sâu được, thì khi mà mình không thể đi chia sẻ được cho tư vấn viên mới hoặc là đối với khách hàng của mình, bởi vì khách hàng của mình là tư vấn viên. Ở đây thì Thịnh có một cái bổ sung nữa, quay ý kiến của anh Lâm và cái giải thích của anh Ngô Hà, thì Thịnh thấy là anh Lâm đang hỏi là cái dùng cái Detox Pro đấy thời gian là bao nhiêu. Đấy, và anh Hà thì giải thích là chúng ta dùng một ngày, nếu bởi vì sản phẩm này nó sẽ làm cho cơ thể mình mệt thì chúng ta có thể dùng một ngày và nghỉ một ngày. Nhưng mà riêng với bản thân Thịnh, khi mà được Bắc Minh chia sẻ, bởi vì trong cái hướng dẫn của Detox Pro ấy, họ không hướng dẫn là dùng thời điểm nào và dùng như thế nào. Thì ở trong cái bài giảng gần nhất của Bắc Minh, khi mà cái sản phẩm Detox Pro chuẩn bị ra đời, thì Bắc Minh có hướng dẫn là chúng ta dùng mỗi một ngày một gói và dùng liên tục trong 16 ngày, sau đó chúng ta dừng lại và tiếp đến tháng thứ sau. Và chúng ta dùng liên tục như anh Hà nói là dùng 3 bộ liền, có nghĩa là 3 tháng liền. Nhưng ở 16 ngày đầu tháng chúng ta sẽ dùng liên tục. Nếu như chúng ta mệt, như anh Hà nói là nếu mệt chúng ta có thể dùng cách quá. Thế nhưng ở đây trong cái hướng dẫn như là chúng ta dùng đúng đủ đều, thì để chấp nhận cái mệt đấy chúng ta dùng thêm siêu vitamin. Ở đây Thịnh đã dùng đến tháng thứ 2 và cũng không biết là các anh chị dùng như nào, nhưng Thủ lĩnh Phan Nguyệt dùng thì không biết là được bao nhiêu hộp. Nhưng mà với bản thân Thịnh, ngày xưa thì dùng cái bộ ba thanh lọc đấy thì mình cũng bị đào thải rất là nhiều, kể cả đào thải qua da, đào thải qua đường tiêu hóa, và mà Thịnh chức nào dừng bộ ba thanh lọc. Và cho đến bây giờ khi Detox Pro xuất hiện thì Thịnh bắt đầu sử dụng, thì nó cũng có những cái đào thải qua da rất là nhiều, lẩn ngứa rất nhiều, bởi vì cơ địa của Thịnh là bị dị ứng. Cho nên là ở đây không phải cơ thể các anh các chị nào cũng bị như thế, mà có nghĩa là trên cơ địa của mỗi người, có những người dùng nó chẳng có biểu hiện gì hết, nó chỉ có một cái chút đi ngoài thôi, nhưng với bản thân Thịnh thì có cả rối loạn, có cả đi ngoài và có cả lở mẩn ngoài da. Thì đấy là cái cơ địa của mình, nhưng mà không phải cơ địa làm như vậy. Cái thứ hai nữa là khi chúng ta dùng Detox Pro thì chúng ta sẽ dừng bộ ba thanh lọc. Bởi vì sao?
hai thứ này thì chúng ta sẽ dùng một, bởi vì là nếu mà chúng ta dùng hai thì cơ thể chúng ta sẽ không chịu được, bởi vì nó đào thải sâu đến tận cấp tế bào. Và như anh Hà chia sẻ đấy, khi mà dùng để cấp bộ đồ thì chúng ta sẽ không dùng cái sim gan nữa. Và bởi vì cái cấp bộ đồ đấy nó sẽ bảo vệ gan và thận rất là tốt. Thì trong thời điểm mà mình dùng cái cấp bộ đồ thì các sản phẩm khác, cái sản phẩm mà bảo vệ gan ấy, thải độc gan chúng ta dừng lại. Thì đấy là quan điểm riêng của Thịnh nhé, không có đúng có sai nhé các anh chị nhé. Các chị có thể tham khảo, không có đúng có sai ạ. Kể cả bản thân anh Hà chia sẻ thì nó là rất tuyệt vời. Các anh chị sẽ đón nhận tất cả những cái gì đó là chia sẻ của anh Hà, và bản thân Thịnh có một số cái kinh nghiệm như vậy. Đấy là riêng với bản thân Thịnh mà Thịnh chia sẻ với các anh chị đón nhận hay không đón nhận, hoặc là các anh chị áp dụng với bản thân mình hay không. Nhưng mà riêng quan điểm Thịnh là khi đã dùng để tốc bộ đồ thì mình sẽ dừng bộ ba thanh lọc, và khi mà mình có điều kiện sau 3 tháng mà mình dùng để tốc bộ đồ rồi đấy, thì có thể là mình lại có thể là cách quãng mình dùng cái bộ ba thanh lọc. Thế còn nếu chúng ta có điều kiện chúng ta cứ dùng, bởi vì một năm chúng ta có thể dùng làm hai đợt để tốc bộ đồ. Thì đấy là quan điểm của Thịnh là như vậy. Xin cảm ơn anh Hà lại cho Thịnh chia sẻ. Rất là tuyệt vời. Cái đệm pro nó thải rất là mạnh các anh chị. Riêng chúng ta là những người đã sử dụng sản phẩm lâu rồi và chúng ta cơ thể chúng ta nó sạch rồi thì nó đào thải có mức độ, nhưng mà những người mà khách hàng chúng ta khi mới đầu sử dụng sản phẩm đấy thì nó đào thải rất mạnh. Vừa rồi Hà có một khách hàng đã có vấn đề về phổi mà khi sử dụng sản phẩm, các anh chị biết không? Nó rất là mệt và mấy ngày liên tục mà nó thải mà đờm ho là cứ 11 giờ đêm bắt đầu ho đến sáng, mà đờm mà cái cô chia sẻ ra là nó khạc ra từng chén các chị, nó nhiều như vậy chứ không phải ít đâu. Và ngoài đi cầu đi kết cá tra thì không nói, mà người nó sạc đi, người nó xuống thì mà nó sút mất mấy kilo rồi các chị. Cho nên đấy là một sự thanh lọc rất là mạnh. Thế là khi mà chúng ta biết như vậy thì chúng ta phải tư vấn kỹ, kể cả dùng thêm siêu vitamin kết hợp rồi, nhưng mà ở trong cái sản phẩm đấy Top Pro thì nó đã có kèm theo cái chương trình bổ sung vitamin rất là cao liều để hỗ trợ cho cơ thể đỡ mệt trong quá trình thanh lọc. Nhưng mà thực ra nó còn thanh lọc rất là khủng khiếp đó, đặc biệt những người mà chưa từng dùng sản phẩm để thanh lọc cơ thể thì chúng ta phải hướng dẫn cho họ và nói họ thật kỹ, không có thì họ rất là sợ các anh chị đấy. Thế còn ok, cảm ơn anh Hà, cảm ơn tất cả các anh chị đã có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay. Một chuyên đề của anh Hà cực kỳ quan trọng, và cái quan trọng nhất là chúng ta phải hiểu khi tư vấn. Kết quả của khách hàng là 50% thuộc về tâm lý. Thế nên ở đây không bán thiếu, không bán vì nể nang, mà bán vì sự hiểu biết cho họ, chứ không phải là sản phẩm cả. Anh chị đơn thuần là bán là lấy tiền đâu ạ, mà bán sự hiểu biết cho họ. Thì cái cách của Nguyệt, tại sao Nguyệt ra cái lượng sản phẩm detox cực lớn, đó chính là nó phụ thuộc vào cơ thể. Ví dụ như là Nguyệt là được uống thực phẩm chức năng mười mấy năm rồi, cho nên là tôi uống thực phẩm chức năng thì nó không có biểu hiện để sang Detox Pro, thì Nguyệt uống thường xuyên liên tục 6 hộp liên tục rồi cả anh chị, mà giờ vẫn còn uống. Tôi cảm thấy được rằng là nó là một cái cổ máy nó lọc độc toàn diện. Thế nên là Nguyệt không uống lim, tại vì lim thì khi mà Nguyệt đi công tác là Nguyệt hay quên. Thế là tôi không uống lim mà tôi tập trung vào Detox Pro, thì Nguyệt thấy rõ ràng là kết quả cực kỳ hiệu quả. Buổi sáng thì là cứ ngủ dậy là làm một gói Beauty Collagen á, đây là sau đó thì ăn sáng xong thì Nguyệt uống một gói Detox Pro. Và ở đây chúng ta kết hợp, ví dụ những cái người nào đó, tại vì kết hợp ở đây nhiều ý nghĩa, kết hợp về vấn đề tiền bạc này các anh chị, thì Nguyệt thường cho là năng lượng á, thì của ta chúng ta là đào thải cân bằng và năng lượng mà, thì các anh chị cho cái healthy á, thay vì là mình cho Formula 4 thì đã cho cái thằng Detox Pro thì Nguyệt phải chuyển sang là healthy. Để làm gì ạ? Để cho nó buổi sáng nó cũng cung cấp năng lượng, mà nhưng buổi tối thì người ta ra rất là dễ chịu. Nếu một cái người lớn tuổi mà các anh rửa một cái lò sản phẩm healthy và một lò sản phẩm Formula 4 thì Nguyệt sẽ chọn healthy cho người lớn tuổi, để người đó có giấc ngủ ngon hơn. Ban ngày thì khỏe hơn nhưng buổi tối ngủ êm hơn. Các anh chị để ý những cái đó. Tại vì chúng ta tư vấn nhưng còn phải liên quan đến tiền bạc của khách hàng. Thì Nguyệt mà cho Detox Pro á, thì Nguyệt lại không cho siêu vitamin, mà Nguyệt chọn những sản phẩm liên quan đến năng lượng. Ví dụ như là năng lượng tươi thì nó giảm thiểu được cái vấn đề tiền bạc lâu này. Hình dung nè, về dòng cân bằng. Dòng cân bằng thì trong healthy nó lại là vừa năng lượng nhưng nó vừa cân bằng. Thì Nguyệt sẽ chọn sang như vậy. Mà chính vì vậy mà Nguyệt tư vấn là một khách hàng mua của Nguyệt đầu tiên là anh ấy thì tôi đã biết được anh ấy cũng ăn chế độ ăn rất là kỹ,
làm bên xưởng đóng tàu, nhưng mà sau khi Nguyệt tư vấn thì Nguyệt nói rằng là anh thể lực tốt thì tôi sẽ cho anh uống cái này 30 gói, coi như một tháng hai hộp liên tục, uống trong vòng 6 tháng nếu anh hiểu về cơ chế của nó, thì sau khi anh cứ nghiên cứu đi. Thì Nguyệt cho uống như vậy, đầu tiên là chồng, sau đó thì anh thấy tốt quá, anh cho vợ, là được 4 hộp, anh thấy tốt quá, anh lại cho con trai 2 hộp, này là 6 hộp xong rồi anh lại thấy, em ơi vậy thì con gái anh 21 tuổi đã nên uống chưa? Thì tôi nói quá được, chứ sao lại không? Thế là được thêm con gái nữa, một gia đình mua 8 hộp một tháng. Ai trong số các anh chị thấy tư vấn không tư vấn thì thôi, tư vấn bằng cái sự hiểu biết thì nó sẽ có kết quả rất tốt. Thì giơ ngón tay cái lên. Yeah. Ai tư vấn bằng cả sự hiểu biết các anh chị. Đấy, không phải mình hiểu mà mình làm cho khách hàng hiểu. Thì các anh chị có những đơn hàng cực kỳ nhẹ nhàng. Và bây giờ thì chúng ta rất là nhiều cánh tay muốn chia sẻ nữa, nhưng tuy nhiên là không còn thời gian. Ai trong số các anh chị thấy mình muốn chia sẻ thì mình hãy chat lên ô chat là sáng ngày hôm nay chương trình này mình muốn chia sẻ điều gì đó, mình hãy chat lên trong S69 Sài Gòn. Thì các anh chị đó là một cách lực thu hút về cách mọi người mới vào Zoom không hiểu tại sao mà tiến sĩ Kim Hương cũng cảm nhận tất cả mọi người thử 100-200 người trong này, mỗi người một cái tin nhắn thôi. Đó là lời cảm ơn và cùng đó là cái cách mà để chúng ta không phải đánh thức người khác. Em ơi vào Zoom đi, mà chúng ta cảm nhận như vậy thì chúng ta đó là một trong những cái cách mà không cần phải nói nhiều mà hiệu quả cực kỳ tốt. Ai trong số sẵn sàng khi mà chụp một tấm hình tông nhất ở trong đó rồi chúng ta chat lên câu chat. Cảm ơn bài chia sẻ sáng nay, tôi học được rất nhiều thứ. Hoặc là sáng nay rất tiếc tôi không đủ thời gian để cho tôi được chia sẻ một cái kinh nghiệm của mình hoặc là một lời cảm ơn của mình đến với bài hôm nay. Thì đó là cái cách mà các anh chị không phải đánh thức bất cứ một ai cả. Có 900 con người trong cái group S69 họ sẽ tự động ngày mai họ dậy sớm hơn. Ai trong số các anh chị tin tưởng tuyệt đối đó, Nguyệt cam kết ngày mai chung của chúng ta không còn chỗ. Yes. Rồi mở mic ra chào nhau. Sáng nay Nguyệt